Thu Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng ngày hôm nay, Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập cuối của bộ truyện Khi Đàn Bà Ghen được viết bởi tác giả Thực. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng lắng nghe để xem tác giả Thực sẽ dành cho các nhân vật của chúng ta một kết thúc truyện như thế nào. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Cả hai dừng lại trước mặt ngôi nhà đất nhỏ bé. Lúc bước vào trong, hắn phải khom người xuống, nếu không đầu sẽ bị đập vào thanh cửa. Vài đứa trẻ thấy hắn thì liên tục hò hét, là một góc nhà inh ỏi cả lên. Gần đó có một người đàn bà đen nhẽm, ăn mặc có chút lộn thộn. Bà ấy đang nằm trên chiếc chiếu mỏng, nghe tiếng người lập tức bật dậy chào đón. Hắn lễ phép chào bà ấy, dù bà ấy có không hiểu cũng phải phép. Vừa trông khéo thấy bên cạnh bà có một đứa con nít, hình như còn chưa được nửa năm tuổi. Mịch Nhan dùng tiếng địa phương để nói chuyện, sau lại quay sang nói chuyện với hắn. Người dân ở đây không có ý thức cao trong việc sinh nở, bà ấy đã gần 50, đứa trẻ đó là đứa thứ 5 rồi. Hắn nuốt nước bọt cái ực, rùng mình một cái. Lúc lên 6, hắn có trông thấy mẹ đẻ em bé một lần, sau đó hắn bị ám ảnh chuyện sinh đẻ. Cảnh tượng mẹ hắn nằm trên giường rên la đau đớn, sau đó dưới hạ thân còn liên tục chảy máu khiến cho hắn sợ hãi. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn có cái suy nghĩ tương lai sẽ không cho vợ sinh con. Vậy mà người đàn bà trước mắt đã sinh con tới 5 lần. Bà ấy bảo thức ăn đã dọn sẵn dưới bếp, phiền chúng ta bê lên đây. Được, để tôi. Lâm Kha khom mình đi xuống nhà, thấy ngay một nia cơm nhỏ còn nghi ngút khói. Là cơm nấu củi, lâu lắm rồi hắn vẫn chưa được ăn lại. Một lát sau thì tất cả lên mâm. Thực tế bữa cơm rất đơn giản, một tô canh cá, một đĩa rau luộc và một đĩa thịt heo rừng. Mịch Nhan đưa chén cơm cho hắn, tiếp tục mở miệng. Ở đây chúng tôi ăn rau còn nhiều hơn ăn cơm, cho nên tuổi thọ cao hơn rất nhiều người sống ở thành phố như các anh. Có vẻ như miếng thịt heo này đã được bà ấy giấu từ rất lâu, giờ mới mang ra đãi khách đó. Bốn đứa trẻ con bà ấy quay quần bên mâm, thấy thịt liền ứa ra nước dãi. Một đứa lén bóc thịt ăn, bị bà ấy hung dữ đánh vào tay một cái. Bà lại nhìn sang hắn, một câu nói gì đó hắn không hiểu. Bà ấy bảo anh mau cầm đũa và ăn cơm đi. Hắn gật đầu lia lịa, bưng chén cơm lên ăn một miếng đầy. Trong từng hạt cơm còn vương vấn sợi khói, mùi vị quê hương sộc thẳng lên đại não, làm cho hắn có chút bùi ngùi. Hắn gắp thịt cho mấy đứa trẻ, chúng rối rít thì nhậu chén sạch. Cô bé ban nãy đi gọi hai người đang thì thầm to nhỏ với Mịch Nhan. Nhan tỷ, sao anh con gà này biết ăn thịt thế? Mịch Nhan bấm bụng nhìn cười, gắp cho con bé miếng thịt để đánh trống lảng. Anh con gà này là gà tinh, ăn thứ gì cũng được cả. Hôm sau, trẻ con cả làng gọi hắn là gà tinh. Suốt buổi cơm, tiếng nói chuyện của Mịch Nhan và người đàn bà kia liên tục vang lên. Hắn ngon miệng ăn tới chén cơm thứ ba. Bốn đứa trẻ kia lại trêu hắn là gà lai heo. Hắn có hiểu bọn trẻ nói gì đâu, chỉ có cảm giác bản thân như biến thành trò hề. Ăn cơm xong, cô xoắn tay áo định bê mọi thứ xuống thì bị bà ấy cản lại. Đứa lớn nhất trong nhà vẫn ngoan ngoãn bước tới dọn hết đi. Mấy đứa còn lại thì tìm khăn lau chỗ vừa ngồi ăn. Nhìn đồng hồ đã đổ 8 giờ, Mịch Nhan xin phép ra về rồi kéo hắn theo. Bỏ lại căn nhà nhỏ phía sau lưng, bây giờ trước mắt hắn chỉ còn lại bóng tối bạc ngàn và một cái bụng no nê. Mịch Nhan ung dung dẫn trước, nói chuyện bâng quơ. Anh còn ở đây dài dài, chắc sau một tháng anh sẽ chỉ còn lại bộ xương khô. Không sao cả, tôi giảm cân một chút. Giảm cân? Anh biết mình ốm thế nào không? Tôi gần 60kg rồi là mập đấy. Nhưng anh cao gần 1m8 cơ. Lâm Kha gật gù rồi lại lắc đầu. Chưa, 1cm nữa mới được 1m8. Mịch Nhan đưa tay vỗ trán cái bột, muốn xông tới đánh hắn một cái. Tôi cao 1m67, đã thuộc dạng cao ráo nhất làng. Anh thì trông có khác gì con quái vật không chứ? Không sao, ít ra chiều cao của tôi và em vẫn rất đẹp. Ý anh là gì? Chẳng có đúng quá sao?
Một nhà có hai người đều cao, mai mốt sinh con thì rất lợi thế. Con gái sẽ cao như em, con trai sẽ là quái vật giống tôi. Con gái thì cao giống em, còn con trai là quái vật giống tôi, mọi thứ không phải quá hoàn hảo sao? Mịch Nhan ngây người, lát sau mới hiểu ra ý hắn muốn nói gì. Cô cắn cắn môi dưới, đột ngột bay tới vùng một nắm đấm về mặt hắn. Hắn phản xạ nhanh né được đòn kia. Chưa kịp thở đã phải tiếp tục né những đòn khác. Mịch Nhan, em sao thế? Tại sao lại đánh tôi? Hắn chụp lấy cánh tay cô hỏi gấp một câu. Cô không có ý định trả lời, mạnh mẽ giơ tay ra rồi đá chân lên cao, nhắm vào lưng hắn. Hắn ngồi thụp người xuống, gót chân dài xỉa một vòng dưới đất. Mịch Nhan nhảy lùi về phía sau, loạng choạng giữ lại thế cân bằng. Lâm ca, rõ ràng mấy ngón võ của anh đủ để làm đại ca. Em thử tôi. Nếu không thử làm sao biết anh giỏi như vậy chứ? Một tiếng chim hú trong đêm xua đi cái tĩnh mịch. Ánh sáng huyền ảo từ mặt trăng chiếu xuống đất. Màn sương đêm ngày càng dày đặc. Hắn tìm một tảng đá gần đó, mệt mỏi ngồi xuống rồi đưa tay vò đầu. Tôi lại cứ tưởng em có nhân cách thứ hai chứ. Cơ thể Mịch Nhan lúc này mới thả lỏng hơn một chút. Cô nhẹ nhàng lắc đầu mỉm cười. Từ lúc thấy anh đuổi theo tên cướp, tôi đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Quả nhiên anh không phải là người bình thường. Chẳng phải tôi là quái vật sao? Ánh trăng xuyên qua cành lá, hòa nét nụ cười ấm áp như ánh tà dương. Mịch Nhan trong chốc lát thẫn thờ ra, bị nụ cười đó làm cho mê hoặc. Tiếng nước sông Hoàng Hà chảy cũng như gió, chưa bao giờ tắt ở nơi này. Nhưng cớ sao trong đêm tối, nụ cười của người lại vụt lên một tia nắng mai. Vừa ấm áp vừa hạnh phúc, sưởi ấm con tim bằng giá bao ngày, bắt đầu cảm nhận được tia nắng mai đó. Khoảnh khắc này dừng lại thêm một chút nữa thôi có được không? Thành phố ít. Anh thấy cái váy này như thế nào, đẹp không? Chu Chính Hào nhìn Cố Vị Chi, một thân áo cưới lộng lẫy, lạnh nhạt gật đầu một cái. Cô ta cười tít mắt, quay sang nhân viên tiệm. Mau mau thử cái khác cho tôi. Chu Chính Hào từ từ đứng dậy, một thân âu phục tôn lên dáng người rất đẹp. Vài cô nhân viên khác thấy hắn cũng phải suýt xoa, khen ngợi không ngớt. Còn lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh. Hắn biết nhưng không phản đối. Và từ đầu đến cuối vẫn chưa nở nụ cười nào trên môi. Cố Vị Chi lại trở ra, diện trên mình bộ váy cực kỳ xinh đẹp. À bước tới bên cạnh hắn, cùng hắn nhìn vào trong gương. Đẹp đôi quá, thật là ngưỡng mộ hai người. Hả hài lòng vô cùng, bám víu lấy cánh tay của hắn, hãnh diện đáp. Đương nhiên rồi, tôi và anh ấy sinh ra đã dành cho nhau, ông trời cũng để chúng tôi trở thành một đôi kia mà. Nhân viên tiệm ngưỡng mộ đến mấy cũng cuốn cả chân tay. Chu Chính Hào vẫn nhìn bản thân trong gương, dần tưởng lại khuôn mặt của một người. Hắn dường như có thể thấy một Tư Trạch Hàn cũng đang nhìn hắn như thế. Đôi lúc, hắn cảm thấy rất xa lạ với chính khuôn mặt này. Cứ tựa như một kẻ khác đang ngự trị trong thân xác của hắn. Cố Vị Chi đột nhiên vòng tay ôm lấy eo hắn, nháy mắt. Sẽ nhanh thôi, chúng ta sắp về chung một nhà rồi. Chu Chính Hào nhìn cô ta qua gương. Xinh đẹp như thế này, lộng lẫy như thế này. Chỉ tiếc, đó là vẻ ngoài của cô ta. Cô ta dơ bẩn thế nào hắn còn không biết sao. Cái ôm của cô ta khiến cho hắn muốn ói, nhưng hắn không thể làm như thế. Chỉ vài ngày nữa thôi, đến lúc đó tất cả sẽ chấm dứt. Và một trang mới lại lật ra, cho hắn và người con gái đó. Hắn đột nhiên nhớ lại người con gái đó. Nếu cô giữ đám cưới của hắn, hôm nay chắc sẽ lại lên thành phố. Chu Chính Hào hướng đôi mắt ra ngoài, nơi có bầu trời cao lồng lộng, vẫn mãi xanh. Hôm đó, em mới là nhân vật chính, em không thể vắng mặt. Tiếng chuông điện thoại reo lên, làm đứt dòng suy nghĩ của hắn. Hắn rút điện thoại ra, nghe đầu dây bên kia nói một lát rồi cúp máy. Hắn quay sang Cố Vị Chi, không để lại một dấu hiệu gì, lập tức rời khỏi cửa tiệm áo cưới. Cố Vị Chi hoảng loạn, loay hoay một lúc, hắn còn chưa thay đồ nữa cơ. Thực ra chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra cả, chỉ là hắn có cớ thoát khỏi cái tiệm đó, vậy thôi. Hắn lái xe đi trên cao tốc, cửa xe để hở một chút, khiến bao nhiêu gió ùa vào trong. Chu Chính Hào đưa tay, vò vò đầu tóc đang bị thổi tung, rối bời hết thảy những thứ trong đầu.
chỉ là có một chút hồi hộp, một chút lo lắng, có một chút phấn khích. Qua bao nhiêu năm tháng dài rộng, tất cả sắp đi đến hồi kết, hắn sẽ tìm lại cho mình cái gọi là hạnh phúc, sớm thôi. Chỉ mới 7 giờ sáng, Chu Chính Hào đã bị người hầu trong nhà gọi dậy. Cho đến 8 giờ, hắn đã chỉnh tề, tươm tất. Ngắm nhìn bản thân đang diện vest cưới trong gương, đôi lông mày của hắn khẽ câu lại, hắn đang mặc đồ cưới lần thứ hai. Nghĩ về những chuyện sắp diễn ra, trái tim của hắn phấn khích một cách kỳ lạ, cũng có cả một chút hụt hẫng. Hy vọng hôm nay nhân vật chính của buổi tiệc sẽ tới. Cô dâu ư? Không, cô ta sẽ là nhân vật chính, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc thôi. Người hắn chờ đợi là Thẩm Giai cơ. Chuông điện thoại khẽ vang lên, hắn bước tới đầu giường, nhanh chóng cầm lấy điện thoại và bắt máy. Anh à, anh dậy chưa? Người ta đang đợi anh nè. Tiếng nũng nịu của cố vị gì khiến da gà của hắn nổi hết cả lên. Hắn không thể mở miệng trả lời, chỉ lạnh nhạt hừ một cái cho cô ta nghe. Cố vị chi sung sướng, tươi cười, tiếp tục nũng nịu. Anh tới nhà thờ đợi em đi, em sẽ tới với anh mà, hả? Nói rồi cô ta cúp máy, hắn nhún nhẹ vai vứt điện thoại xuống giường trở lại, cười một cách khinh bỉ. Giả làm tiểu cô nương ngây thơ cho ai xem thế? Nếu cô ta biết hắn là người đàn ông năm xưa, cô ta từng gián tiếp giết chết, chắc một nụ cười cũng chẳng thể thở nổi. Đột nhiên màn hình điện thoại lại sáng lên lần nữa. Hắn cứ nghĩ là cố vị chi tiếp tục làm phiền. Nhưng không, hai chữ Thẩm Giai làm cho chân của hắn cứng đờ. Hắn chùi mắt mất mấy lần mới tin vào những gì mình đang thấy. Lúc đưa tay cầm lấy điện thoại, mấy đầu ngón tay của hắn cứ run lên. Nó khác hẳn với thái độ dứt khoát của mấy phút trước đó. Thật tồi tệ, sau cùng hắn cũng can đảm để bắt máy. Alo. Một chữ alo kia, giọng nói quen thuộc vang lên, khiến trái tim của hắn đập loạn nhịp. Chu Chính Hào, là tôi. Hắn rất muốn mở miệng nói một câu gì đó để cô biết hắn vẫn đang nghe máy, chỉ là chưa tới lúc, hắn phải kiềm chế. Tôi không biết anh có đang nghe hay không, tôi chỉ muốn nói là... Đầu dây bên kia ngưng lại, lát sau mới thốt lên một câu ngắn gọn. Tôi sẽ đi. Đôi mắt hắn lập tức lóe lên, một tia hy vọng sáng lấp lánh. Cô vĩnh viễn cũng chẳng thể ngờ được hắn đang vui sướng tới mức nào. Hắn suýt chút nữa đã thốt lên rằng, tuyệt quá. Hai bên giữ im lặng trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng đối với họ, khoảng thời gian này thực sự rất dài, đủ để bao nhiêu đoạn ký ức cũ ùa về trong tâm trí. Đợi cô dập máy rồi hắn mới vui sướng hét lên. Thế là màn kịch này đã thành công bước đầu. Cảm ơn em Thẩm Giai, cảm ơn em nhiều lắm, rất rất nhiều. Lúc lái xe tới nhà thờ, nụ cười trên môi hắn vẫn chưa thể tắt đi. Chỉ cần 10 giờ nhưng khách đã đến rất đông. Hắn đứng ngoài cửa, lần lượt bắt tay với từng vị khách. Có một vài người trêu hắn, nói là cưới vợ vui đến nỗi cười toe toét như vậy sao? Nhưng bọn họ đâu có hiểu là thứ hắn vui lúc này là ba chữ tôi sẽ đi kia. Cố lão gia, ba vợ tương lai rất hài lòng về đứa con rể này, nên cũng vui vẻ không kém. Dù lần trước đứa nhóc này có thất hẹn một lần, nhưng xem ra cậu ta cũng biết đường cư xử. Vả lại cậu ta rất có tiền đồ, gả con gái cho một người như thế, ông ta cũng hoàn toàn yên tâm. Hắn lén lén nở một nụ cười mỉa mai, nếu hắn không giả vờ bị câm, thì giờ cũng phải gọi ông ta một tiếng, ba vợ, đầy giả tạo. Mà 5 năm trước, hắn cũng suýt gọi ông ta bằng ba vợ còn gì. Lúc đó, ông ta đâu có tươi cười với hắn như thế. Nghĩ cũng đúng, hắn của 5 năm trước là Tư Trạch Hàn, là con vợ lẽ chẳng có gì trong tay. Hắn của bây giờ là Chu Chính Hào, là giám đốc tập đoàn Chu Á, có tiếng tăm, có quyền lực. Ánh nhìn và cách đối xử khác xa một trời một vực. Đứng trong nãy giờ nhưng hắn vẫn chưa thấy Thẩm Giai xuất hiện. Không lẽ cô nuốt lời không đi sao? Nghĩ tới đây, nụ cười trên môi hắn hơi cứng. Cho đến lúc hôn lễ diễn ra, hắn vẫn không tìm thấy cô. Tiếng nhạc êm đềm vang lên, cánh cửa lớn ngoài nhà thờ xuất hiện bóng dáng của hai người. Là cô dâu và ba của cô dâu. Hai người họ bước đi trên thảm trải đầy hoa, vừa sang trọng vừa nổi bật. Hắn nhìn cả hai đến cùng lúc càng gần mình, đột nhiên trông thấy bóng dáng của ai đó ở đằng sau nữa,
cũng đang nhanh chân bước tới. Người đó ngồi vào dãy ghế cuối cùng trong nhà thờ, khuất xa tầm mắt của hắn. Không sao, chỉ cần người đó là em. Thẩm Giai lúc này vừa ngồi xuống ghế, trông lên bục thấy chú rể đang tươi cười, tim cô quặn thắt. Cô còn dám vác mặt tới đây, đúng thật là vô sĩ có phải không? Nhưng cô muốn giết chết trái tim mình. Cô muốn đám cưới này, người đàn ông này sẽ một lần nữa giết chết trái tim cô. Cô sẽ tự tạo mộ chôn cho chính bản thân, để bản thân không bao giờ dính vào bẫy tình nữa. Cô sẽ tàn nhẫn hơn, không cho bản thân một tia hy vọng nào cả. Cô đâu biết, người đàn ông kia đang nở một nụ cười tươi tắn là vì mình chứ. Cái khoảnh khắc hắn dịu dàng đón lấy tay cô dâu, tất cả đã hóa thành ngàn con dao đâm ngược vào trái tim cặn cỗi. Xung quanh cô là những tiếng cười nói, tiếng hoan hô, là nghìn cánh hoa tươi thắm đang không ngừng lả chả rơi xuống. Mọi thứ vốn dĩ đẹp đẽ như thế, hạnh phúc như thế, nhưng sao nó khiến cô cảm thấy rất đau đớn. Trong một góc nào đó, vẫn có kẻ lặng lẽ ôm lấy bao nhiêu đau đớn để hành hạ chính bản thân. Thẩm Giai, mày hãy nhìn đi. Người từng khiến mày vui vẻ cả ngày đang tay trong tay với kẻ thù của mày. Mày hãy nhìn đi. Người từng ở sân bay chào đón mày quay lại đang ngọt ngào trên lễ đường với kẻ thù của mày. Hãy nhìn đi, nhìn đi. Người chứng kiến mày rung động, người từng hôn say đắm với mày trước khi nhà, đã bên cạnh kẻ thù của mày rồi đấy. Mày thật thảm hại và mày quá nhu nhược. Không gian bắt đầu trầm tĩnh, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hôn lễ. Trên bục, vị cha xứ hiền từ cầm một quyển kinh thánh, cất cao giọng. Cố vị chi, con có đồng ý lấy chủ chính nào làm chồng, cho dù nghèo nàn, bệnh tật, vẫn sẽ bên cạnh người này hay không? Con đồng ý. Cố vị chi mỉm cười tủm tỉm nhìn hắn, hắn chỉ nhàn nhạt nhếch môi để lộ ý tứ sâu xa. Chủ chính hào, con có đồng ý lấy cố vị chi làm vợ, cho dù nghèo nàn, bệnh tật, vẫn sẽ bên cạnh người này hay không? Cô ta câu nhẹ mày, không nhìn thấy hắn gật đầu. Anh mau gật đầu đồng ý đi. Cô ta thấp giọng nhắc khéo, cho tới lúc này, Chu Chính Hào mới đưa mắt nhìn về phía cuối dãy nhà thờ, nơi có người con gái cũng đang trân đôi mắt đỏ hoe, nhìn vào hắn. Vào giây phút đó, khóe môi của hắn rung lên, thốt lên mấy chữ thật dứt khoát. Con không đồng ý. Câu nói kia từ chính miệng của hắn thốt ra. Không sai, Chu Chính Hào đã mở miệng nói ra. Hắn vừa dứt lời, vài người bên dưới lập tức bật dậy, trong đó có cả Thẩm Giai. Còn cố vị chi thì run run rẩy rẩy, sợ tới mức không thể đứng vững. Hắn ngã quỵ xuống đất, thần hồn như bay đến tận chín tầng mây. Cố lão già vội chạy tới đỡ con gái, đôi mắt cũng tràn ngập nỗi hoảng sợ. Ông khó khăn thốt lên ba chữ. Tư Trạch Hàn. Trong lúc đó, hắn vẫn nhìn về phía Thẩm Giai. Cô cũng chẳng khác gì hai người trên bục, nỗi kinh ngạc và hoảng sợ tràn ngập trong tim. Giọng nói này đích thì là của người đàn ông đó, của người đàn ông đã chết cách đây rất lâu, của người đàn ông mà cô ngày đêm thương nhớ. Nó là của... Không sai, tôi là Tư Trạch Hàn. Tư Trạch Hàn chính là tôi. Một tiếng ồn ào vang lên của vài vị khách phía dưới. Họ dĩ nhiên biết người tên Tư Trạch Hàn, nhưng người đó đã chết lâu rồi cơ mà. Cho tới lúc này, hắn mới chuyển hướng nhìn sang ba, mẹ, Tư lão gia và Tư lão phu nhân, sốc tới cực độ, chỉ thiếu điều xỉu ngay tại chỗ. Hắn nở một nụ cười thách thức, khiến họ không rét mà run. Tư lão phu nhân lấy lại bình tĩnh nhanh hơn, lập tức lên tiếng đuổi khách, nhưng hắn sẽ không để cho họ đi đâu cả. Những vị khách sẽ là những người được chứng kiến một màn đặc sắc tiếp theo sẽ xảy ra. Đi hết đi, ở đây hết chuyện của mấy người rồi. Không cần phải đuổi, chưa xong việc thì chưa ai được rời khỏi đây. Mày... Ngoài kia cảnh sát đã trực sẵn, chỉ chờ tới giờ vào bắt người thôi. Nghe tới đây, cố vị chi co rúm, mồ hôi chảy ròng bên tái chương. Chu Chính Hạo, lúc này là Tư Trạch Hàn, khẽ bước tới bên cạnh cô ta, dùng ánh mắt như dao găm chiếu vào cô dâu xinh đẹp. Em sao thế vợ? Có tật giật mình sao? Cố vị chi sợ tới mức không dám trả lời hắn, úp mặt vào người ba mình, ôm chặt lấy ông vì sợ cảnh sát sẽ bắt đi.
Hắn bật cười khanh khách, đưa tay chỉ về phía cô ta. Mọi người thấy gì không? Đây chính là vợ sắp cưới của tôi. Cô ta thật nhút nhát, không xứng với tôi. Tư Trạch Hàn, không phải mày đã chết sao? Ba vợ ơi là ba vợ, ai lại đi nói con rể mình chết trong khi nó vẫn còn đang đứng ở đây chứ? Cố lão già nghiến răng nghiến lợi, bàn tay già nua vẫn đang ôm lấy con gái. Hành động đó chỉ khiến hắn thêm thích thú. Đừng ôm nữa, vòng tay của ông không che nổi tội phạm đâu. Một tiếng ồ khác lại vang lên, ai nấy xì xào to nhỏ, tự hỏi Cố tiểu thư đã làm gì mà bị gọi là tội phạm như thế. Cố lão già không chịu đựng nổi nữa, giận dữ lao vào túm lấy cổ áo của hắn, hét lớn lên. Sao mày dám? Tại sao không? Quyền lực của ông không che nổi công lý. Tư Trạch Hàn, vào đây được rồi. Dứt lời, một loạt cảnh sát đi vào trong, rất nhanh đã tiến tới chỗ hắn đang đứng. Hắn nhường bước cho bọn họ đến trước mặt Cố Vị Chi. Một cảnh sát đưa ra lệnh bắt giữ, nghiêm nghị. Cố Vị Chi, cô bị bắt vì tội cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái phép và tội giết người không thành. Mời cô theo chúng tôi về đồn cảnh sát. À, dĩ nhiên không chịu nghe theo, liên tục bò về phía sau. Cố lão gia chạy lại ôm con gái, hung dữ quát lên. Chúng mày không có quyền bắt con gái tao. Nếu như ông không hợp tác, chúng tôi cũng có quyền bắt ông vì tội chống đối người thi hành công vụ. Dứt lời, ba viên cảnh sát tiến tới. Một người thì khống chế cổ lão gia, hai người còn lại thì còng tay cô ta. Cố Vị Chi gào thét như kẻ điên, nhất định không chịu đi theo. Cảnh sát buộc phải lôi cô ta ra xe như một món đồ vô tri. Cảnh tượng náo động vừa rồi bị vài người quay lại bằng điện thoại. Tin tức này mà lên báo thì chắc chắn là lên trang nhất. Cố lão gia một lần nữa xông tới, vùng tay đánh thật mạnh vào mặt hắn. Tư Trạch Hàn né kịp, khiến ông loạng choạng ngã xuống đất. Bộ dạng thảm bại kia khiến hắn vừa có chút thương hại. Suy cho cùng, ông ta đã thất bại trong việc dạy dỗ con gái. Mọi chuyện ông ta chịu đựng ngày hôm nay là do một tay bảo bối của ông ta gây ra. Những chuyện này là sao chứ? Đúng, tôi không hiểu chuyện gì cả. Tiếng ồn ào bắt đầu nổi lên. Hắn xoay người về phía ba, mẹ, đáy mắt tràn ngập nỗi căm phẫn. Tư lão phu nhân đưa tay chỉ thẳng mặt hắn, chửi rủa. Thằng khốn, mày đừng có mà làm càn. Thân làm con sao dám làm sằng bậy như thế? Tốt nhất là mày nói được làm được. Nhưng thấy con trai của mình sống lại mà chẳng ai vui hết sao? Hai người cũng đâu có làm tròn bổn phận của mình chứ. Bà ta tức tới hai mắt trợn trừng lên. Tư lão gia lúc này mới có phản ứng. Nhưng thật không ngờ, việc đầu tiên ông ta làm chính là quay sang tát người đàn bà bên mình một cái thật mạnh, quát mắng. Đồ đàn bà độc ác, đối xử với con như thế mà được sao? Ông! Bà ta ôm mặt, đau đớn tới hộc máu ra. Ông không quan tâm bà ta nữa, rời khỏi hàng ghế, đi thật nhanh tới cạnh hắn. Tư lão gia nắm lấy bàn tay hắn, tươi cười. Con trai, rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà con còn sống thế? Hai chữ con trai như một con dao cắm ngược vào trong trái tim của hắn. Nó thật giả tạo, vô cùng giả tạo. Được, vậy thì hắn sẽ giả tạo cho ông ta vui. Chắc ông trời không nỡ lấy đi của bà một đứa con trai đó. Thật tốt quá, bà sống lương thiện như vậy cuối cùng cũng cảm động trời đất. Hắn bật cười, ý tứ mỉa mai rất rõ. Thiện lương, rất là thiện lương. Đi, chúng ta về nhà thôi. Ông ta kéo hắn đi. Hắn đương nhiên cự tuyệt không chịu đi. Chỉ là hắn chưa kịp nói thì tư lão phu nhân đã nhảy bổ ra, hất cánh tay hắn đi mất. Rồi phỉ nhổ. Không có nhà nào của mày cả. Còn đàn bà này. Lại một cú tát trời giáng khác được vung lên. Cú tát mạnh tới nỗi bà ta ngã quỵ xuống đất, bên khóe miệng rỉ ra máu. Ông lại quay sang cười với hắn, nói là mặc kệ bà ta đi. Bà ta không chịu, vùng dậy ôm lấy chân ông ta, nhất quyết không công nhận hắn là người một nhà. Một màn nháo nhào kia lại tiếp tục được rất nhiều người quay lại. Thời chụp ảnh tuê, để chụp ảnh cưới nãy giờ cũng thu được rất nhiều tấm, dự định bán cho bên nhà báo với một số tiền cực kỳ lãi. Chuyện này mà không hot thì còn cái chuyện nào hot hơn được nữa.
Cái cảnh bọn họ cấu xé nhau trong mắt hắn biến thành trò hề, không quan trọng. Vẫn còn thứ khác quan trọng hơn đang chờ hắn. Hắn bắt đầu rời khỏi chỗ, mặc cho Tư lão phu nhân có gào thét gọi tên hắn. Hắn nhanh chân đến trước mặt cô, mỗi bước chân bỗng trở nên có chút run rẩy. Cô vẫn đứng ở đó, trơ mắt nhìn hắn tới gần mình. Hắn đứng đối diện với cô, ánh mắt chỉ còn lại yêu thương vô bờ bến. Một màn nước bỗng dưng tràn ngập nơi đáy mắt. Hắn dịu dàng nắm lấy tay cô, mỉm cười nói: anh về rồi đây, Tư Trạch Hàn của em về rồi đây. Là anh đã về với em rồi đây. Chu Chính Hào lúc này đã có thể trở về với cái tên Tư Trạch Hàn, run run mở miệng. Hắn chậm rãi bước tới trước mặt cô, hai bàn tay đưa lên trong không trung, muốn thật nhanh mà chạm vào cô. Đầm thứ sáu, hắn đã chờ những 6 năm qua để nói hai chữ là anh. Thật lâu, nhưng không sao cả. Chỉ cần người con gái đó vẫn còn mang cái tên Thẩm Giai thì cho dù có lâu thêm 10 năm, 20 năm, hắn vẫn đồng ý. Chỉ cần là cô, người con gái khiến hắn ngày nhớ, đêm mong, khiến hắn bỏ cả biết bao nhiêu thứ lại mà liên tục đuổi theo, thì cho dù có chờ thêm cả đời nữa, hắn vẫn sẽ đồng ý, nhất định sẽ đồng ý. Khuôn mặt ốm o của cô dần nhòe đi trong đôi mắt ướt nhẹp của hắn. Hắn thật muốn lao tới, ôm lấy cô, tham lam hít một hơi thật sâu cái mùi hương hắn nhớ suốt chừng ấy năm. Và ngay trước mặt, có biết bao nhiêu người, hắn sẽ đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ, thật ấm áp. Hắn sẽ cho cả thế giới ngoài kia biết, cô chỉ là của mỗi hắn, mỗi mình hắn mà thôi. Mấy đầu ngón tay đưa về phía trước, run rẩy không thôi. Khoảng cách giữa chúng và khuôn mặt của cô đã thật gần, nhưng rồi lại thật xa. Thẩm Giai bất ngờ đưa tay lên, hất bàn tay đang không ngừng khao khát kia đi, đôi mắt lạnh lẽo đó vẫn trông thấy rất rõ. Vậy, Chu Chính Hạo, à không, bây giờ tôi nên gọi anh là gì đây? Tư Trạch Hàn sao? Đúng vậy, là anh. Cơ mà Tư Trạch Hàn là tên của người đàn ông tôi yêu. Anh ấy sẽ không bao giờ làm cho tôi phải đâu, phải khóc thế này. Tôi yêu cả Chu Chính Hào nữa, anh ta mới là kẻ nhẫn tâm dẫm lên trái tim tôi nhiều nhất. Nhưng Chu Chính Hào cứ tự nhận mình là Tư Trạch Hàn, tôi biết phải làm sao đây? Bước chân của hắn khựng lại, đôi đồng tử cũng vì câu nói đó lập tức co rút. Bây giờ trong mắt hắn chỉ còn lại mỗi hình bóng của cô, tất cả mọi thứ xung quanh đã bị quên lãng. Thẩm Giai đưa tay gạt đi nước mắt, đôi môi chua chát nở một nụ cười mỉa mai. Lạ thật đấy, trên đời này có những chuyện rất lạ. Rõ ràng là ở ngay cạnh nhau nhưng lại cứ thích rời đi, thậm chí tổn thương cả đối phương. Đến khi xa rồi thì lại cảm thấy nhớ, tìm mọi cách để quay trở về, cho dù đối phương có từ chối cũng không buông tha. Hay là ông trời cho con người ta có tình yêu dễ dàng quá nên không biết trân trọng, mất rồi mới hiểu tất cả vốn quan trọng thế nào. Thẩm Giai, đủ rồi đừng nói nữa, quá đủ rồi, đã quá đủ. Cô bị tai mình lại, đau đớn hét lên. Sau đó, cô bỏ chạy khỏi lễ đường, chạy khỏi vòng tay của hắn một lần nữa. Hắn định chạy theo, thì bị Tư lão gia níu lấy. Ông ta không màng tới danh dự nữa, như một kẻ điên, ôm lấy chân hắn. Bà xin lỗi con, mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm thôi, là hiểu nhầm. Tránh ra! Chúng ta về nhà thôi, bà sẽ bảo đầu bếp nấu cho con thật nhiều món ngon. Tôi bảo ông tránh ra! Đi nào con trai ngoan, chúng ta đi. Tư Trạch Hàn nghiến răng, không chút lưu luyến mà hất ông ta ra. Dù lực không mạnh nhưng ông ta vẫn ngã ra xa, đủ để hắn lập tức chạy đi tìm cô. Chết tiệt, cô chạy đi đâu rồi chứ? Hắn nhắm đường bên trái mà chạy. Chạy thật xa vẫn không thể nào tìm thấy người, bất lực dừng lại bên lề đường. Hắn gào tên cô thật to, mặc cho biết bao nhiêu người đang nhìn hắn với ánh mắt rất kỳ lạ. Thẩm Giai, em ở đâu? Nếu nghe lời anh, xin em hãy lên tiếng. Anh đã lừa dối em là lỗi của anh, nhưng làm ơn, anh không muốn mất đi em sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Anh đã đổ cả máu, mất cả mạng sống, làm ơn mà Thẩm Giai. Xin hãy lắng nghe con tim của mình đi, nó đang đập vì anh mà đúng không? Đúng không? Làm ơn, thật khó khăn chúng ta mới ở bên nhau, thật khó khăn. Hắn quỳ xuống đất, hai bàn tay to lớn
nhưng không che nổi những giọt nước mắt đau đớn. Hắn khóc tị tê đến nghẹn ứ. Cảnh tượng này khiến cho một vài người dừng lại. Một góc phố hôm ấy vốn sắc xanh ảm đạm, bỗng dưng hắn nhớ về căn nhà năm đó đã từng chung sống với cô. Căn nhà đó sau khi cô về quê vẫn chưa bán. Có thể... Hắn vùng dậy, dùng hết tốc lực mà chạy thật nhanh về hướng ngược lại. Anh hy vọng em sẽ ở đó. Còn nếu em đang ở đó? Anh hy vọng em chưa rời đi. Hắn vứt áo vest ra đường, tháo hết những thứ làm bước chân chậm lại. Hắn đã chạy không biết mệt mỏi giữa cái nắng gay gắt của mặt trời, giữa dòng xe cộ thưa thớt bụi ban trưa. Chạy, chạy và chạy, hắn chỉ biết chạy thật nhanh. Vẫn là nên cảm ơn ông trời đã không treo lòng người. Lúc hắn dừng lại trước cổng nhà thì thấy đang mở cửa. Trong vô thức, hắn nở một nụ cười mãn nguyện, dẫu mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Điều chỉnh lại hơi thở, Tư Trạch Hàn sải bước chân một cách dứt khoát. Thật nhanh đã trông thấy bóng hình nhỏ bé ở phía trong nhà qua ô cửa kính. Cửa nhà đã bị khóa từ bên trong. Thẩm Giai, mở cửa cho anh. Cô ngồi ở chân cầu thang khóc lóc nức nở. Nghe thấy tiếng khóc, hắn liền vội vã chạy tới chặn cửa. Bọn họ cách nhau một cánh cửa, nhưng lại cứ như xa cả nghìn trùng, xa tới mức có thể cả đời cũng không chạm tới. Làm ơn hãy mở cửa cho anh đi. Anh đi đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Thẩm Giai tựa lưng vào cửa, khóc tới nỗi mắt đã không nhìn thấy được gì. Hắn cúi đầu im lặng, cũng khóc, nhưng chỉ biết khóc trong lặng lẽ mà thôi. Bởi vì hắn lấy tư cách gì mà gào khóc như ban nãy trước mặt cô, làm gì có tư cách đó. Tư Trạch Hàn, anh là Tư Trạch Hàn hay là Chu Chính Hào? Rốt cuộc tôi phải gọi anh như thế nào đây? Rốt cuộc anh là ai? Cô rối bời tâm trí. Tôi và anh không thể quay lại được như trước kia. Thẩm Giai lắc đầu, môi liên tục lặp lại câu nói đau lòng kia. Hắn dĩ nhiên không cam tâm. Hắn đưa tay đập mạnh vào cửa. Em mở cửa ra cho anh đi. Tư Trạch Hàn, anh không được vào đây. Mở ra. Mà cô gào lên, hắn vẫn dùng hết sức để phá cửa. Cuối cùng vẫn phá được. Hắn xông vào bên trong, thấy cô đang ngồi xoay lưng lại, liền đuổi theo. Đến chân cầu thang thì bắt được. Hắn ôm lấy cô vào lòng, nhất định không buông. Chúng ta sẽ trở lại như xưa, Thẩm Giai. Anh buông ra, buông ra. Anh không buông, từ giờ em là của anh, không được đi đâu cả. Cô đưa tay đập vào lòng ngực, sau cùng vẫn chẳng chịu nổi, tựa vào lòng hắn mà khóc thật lớn. Thẩm Giai như một đứa trẻ bị mất kèo giữa đường, về đến nhà thấy mẹ liền òa khóc, kể lể rằng mình làm rơi kèo mất. Viên kẹo đó cô rất thích, nhưng bây giờ đã rơi mất, không thể nhặt lên ăn lại được nữa, chỉ có thể mua lại mà thôi. Cơ mà đắt quá, làm sao có thể mua nổi đây? Anh đã làm gì suốt thời gian qua? Sao anh làm thế với em? Anh không sợ em tổn thương sao? Sao anh làm như vậy? Tại sao? Tại sao? Dạy, anh còn kết hôn với Cố Vị Chi. Anh nhận tâm với em như thế sao? Dạy, hãy nhìn anh đây. Lúc đó anh là Chu Chính Hào, còn bây giờ anh là Tư Trạch Hàn. Tư Trạch Hàn chỉ yêu mỗi Thẩm Giai, em có hiểu không? Tư Trạch Hàn mím môi, nhìn sâu vào trong đôi mắt cô. Vả lại Chu Chính Hào cũng yêu em. Cô ngừng khóc, đôi đồng tử đen lấy từ từ mở ra. Cô lắc đầu nhìn đi chỗ khác. Nói dối. Nhìn anh đây. Hắn đưa tay ép cô quay lại đối diện với hắn. Sự kiên quyết khiến lòng cô bị thuyết phục. Anh, lúc trước là Chu Chính Hào cũng vẫn yêu em. Anh hiện tại là Tư Trạch Hàn cũng vẫn yêu em. Anh yêu Thẩm Giai, mà Thẩm Giai chỉ có một mà thôi, là em. Những giọt nước mắt dở dang lăn trên khuôn mặt của hai người. Họ khóc vì điều gì sao? Hạnh phúc hay khổ đau? Trùng phùng hay là ly biệt? Thật khó nói, cũng thật không thể nói ra. Được rồi, lời của hắn như một loại thuốc thần tiên nào đó, thực sự khiến cho cô không cách nào có thể chống đối. Thẩm Giai đưa tay ôm lấy thắt lưng của hắn, từ từ úp mặt vào ngực hắn, tiếp tục khóc. Hắn hiểu bản thân đã thành công trong việc thuyết phục cô. Trong vô thức, Tư Trạch Hàn mỉm cười, khép hờ lại đôi môi mệt mỏi, mà âm thầm cảm nhận mùi hương quen thuộc tỏa ra từ người cô gái trong lòng mình. Anh đã ao ước cái ôm này rất lâu, ao ước hơi thở của em từ rất lâu.
anh cũng đã ao ước mái tóc của em rất lâu, ao ước giọng nói này rất lâu. Anh ao ước em, anh khao khát có được em. Cả đời này anh chỉ muốn có em mà thôi. Anh nguyện sẽ đánh đổi vinh hoa phú quý, đánh đổi cả xuân hạ thu đông trong đời anh để được ở bên em. Anh nguyện làm hoa để bên em mùa xuân, nguyện làm nắng để bên em mùa hạ, nguyện làm mưa để bên em mùa thu, và nguyện phiêu linh như hạt tuyết trắng đêm đông để rơi vào tay em trong những ngày tháng cuối của năm. Anh nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ, chỉ cần được ở bên cạnh em. Có sao chăng đi nữa, anh cũng sẽ bằng lòng, vẫn sẽ bằng lòng. Thậm chí, chỉ cần là em, anh cam tâm tình nguyện hóa thành cát bụi hư vô. Từ Trạch Hàn, em đã chờ anh suốt 6 năm. Thậm chí, anh đã tìm em suốt 6 năm qua. Ngoài kia, bỗng có gió lốc cuốn anh đi mất, ngoài kia bỗng có mưa rơi. Anh cũng đi mất rồi, ngoài kia bỗng có cuồng phong tới, anh đi mất rồi, còn lại một mình em thôi, cả cô đơn và thật nhiều nỗi nhớ. Đột nhiên, trong gió lốc, mưa sa, trong cuồng phong bão tố, em lại nhìn thấy hình dáng quen thuộc kia. Hóa ra, anh chạy đi tìm ô cho em. À, hóa ra, anh chạy đi tìm áo cho em. Hóa ra, anh chạy đi tìm thuyền cho em. Chúng ta cùng nhau nắm lấy tay chèo, vượt qua gió lốc, chạy qua mưa sa, bỏ đi bão tố, và ánh nắng lại lên. Nắng chiếu xuống nhân gian, chiếu lên đôi tình nhân trẻ, hôm nay đang tiến vào lễ đường. Chúng ta rồi sẽ như thế nào? Không có quá khứ, nhưng hiện tại và tương lai nhất định sẽ có chúng ta. Anh sẽ không bỏ em đi chứ? Không, nhất định không. Anh sẽ không làm cho em đau chứ? Không, nhất định không. Anh sẽ không hờ hững với em. Nhất định không. Hứa với em đi. Hứa với em là sẽ ở bên nhau đến cuối cùng có được không? Anh không hứa, nhưng anh nhất định sẽ làm. Thậm chí, Tư Trạch Hàn dùng mạng sống của mình để thề với em. Cả đời sau này của anh chỉ có em. Chỉ có mỗi mình em mà thôi. Bây giờ anh chưa chuẩn bị nhẫn, nhưng anh vẫn muốn quỳ xuống, hỏi em một lần cuối. Thậm chí, nửa đời còn lại, mệt mỏi của em để anh gánh. Phiền muộn của em để anh lo, có được không? Tư Trạch Hàn quỳ xuống trước mặt cô, thái độ chân thành tới cùng cực. Thậm chí run run đón lấy bàn tay kia, gật đầu kiên định. Em đồng ý, đồng ý. Hắn đứng dậy, tay ôm lấy eo cô, tay còn lại đang chặt vào tay cô. Cô cũng đến gần hắn nhất có thể, trong sự nồng cháy của tình yêu, muộn màng thốt lên một câu. Em yêu anh. Anh yêu em. Đối với họ, tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi, chưa hề muộn màng. Dịu dàng đặt lên môi người một nụ hôn, hy vọng chúng ta sau này sẽ luôn ấm áp như thế, ngọt ngào như thế. Mưa sa bão táp ngoài kia, giờ hãy cùng nhau đối diện, đừng lảng tránh, cũng đừng rời xa. Cố Vị Chi, cô tốt nhất nên nhận tội đi. Anh đừng có đắc ý, tôi chẳng làm gì sai cả, tôi sẽ rời khỏi đây sớm thôi. Lâm Kha quanh tay trước ngực, trên môi nở một nụ cười mỉa mai. Tới bây giờ rồi cô vẫn nghĩ mình còn đường lui sao? Tại sao không? Ba tôi sẽ đưa tôi ra ngoài. Tôi sẽ dùng quyền lực của mình để dẫm nát anh, dẫm nát hết tất cả các người. Ồ, ba. Nụ cười càng lúc càng đậm. Lâm Kha từ từ rút điện thoại trong túi ra, tìm đến web báo mới nhất rồi đưa cho cô ta. Cố Vị Chi trợn mắt, nhìn màn hình. Trên đó có một loạt các bài báo về Cố lão gia. Cố chủ tịch tập đoàn Cố Á từng hất hủi con trai riêng của mình. Chuyện gì đã xảy ra? Con rể hiện tại là con rể của mấy năm trước. Cố chủ tịch của Cố Á khóc thảm thiết ngay trong hôn lễ của con gái. Con gái chủ tịch Cố Á phạm tội tày trời, nghi vấn từng giết chết Thẩm giám đốc, nguyên cố giám đốc của công ty Tư Trạch Á. Giá cổ phiếu của Cố Á hạ bệ chóng mặt, nguy cơ tập đoàn luôn đứng top 20 trong cả nước sẽ sụp đổ. Cố Á liệu còn chỗ đứng, cố chủ tịch sẽ làm gì khi con gái bị nghi là kẻ phạm tội giết người? Không, đây không phải sự thật. Thật hay không không quan trọng, bây giờ cả ba cô cũng chẳng có nổi một tiếng nói. Vậy thì ai cứu cô nữa đây? Lâm Kha cất điện thoại lại vào trong túi trước khi cô ta kịp với lấy nó.
Cố Vị Chi nổi điên, xông tới đánh nhau với Lâm Kha. Hắn dĩ nhiên chỉ dùng một tí lực đã kìm hãm được cô ta. Cảnh sát ở bên ngoài nghe tiếng ồn liền chạy tới. Cô ta bị lôi đi sòng sọc, mị vẫn luôn gào thét tên Thẩm Giai và Chu Chính Hạo, nói nhất định sẽ quay lại giết chết hết bọn họ. Lâm Kha nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia, nụ cười dần có chút chua chát. Cho tới cuối cùng, kẻ sai vẫn phải chịu những hình phạt thích đáng. Nếu năm đó cô ta thực sự ngây thơ như vẻ bề ngoài, thì có lẽ giờ cô ta với Từ Trạch Hàn đã có một đứa con. Còn Thẩm Giai có lẽ đã kết hôn với một người đàn ông khác. Hắn thì chắc chắn được Mịch Nhan. Mỗi sự gặp gỡ đều có sự sắp đặt. Chỉ cần lệch một chút ra khỏi quỹ đạo là mọi chuyện sẽ chuyển hướng đi rất xa. Mỗi người vốn có một cuộc sống riêng như thế. Chỉ vì một con người cố chấp mà suốt 6 năm qua, ai cũng phải sống trong giày vò, đau đớn. Nhưng sự cố chấp đó, ác độc đó, lại chỉ là một cây cầu nhỏ, bắt nhịp cho những người trong câu chuyện lại một lần nữa gặp gỡ nhau. Nếu năm đó, Cố Vị Chi không dở bản tính xấu xa, thì bây giờ bọn họ đã chẳng được trùng phùng như trước. Từ Trạch Hàn cũng chẳng gặp nạn rồi biến mất suốt bao năm qua. Hắn cũng chẳng ở bên Thẩm Giai cùng cô xây dựng Tư Trạch Á. Nhân vật Chu Chính Hào cũng chẳng xuất hiện. Mọi chuyện cứ như thế, nhạt nhẽo rồi trôi qua. Trôi hết một kiếp người, rốt cuộc mỗi người một nơi, cả đời sống trong vương vấn. Tình cảm trong lòng dần dần phai nhạt theo năm tháng. Những câu chuyện tuổi trẻ tựa như một câu chuyện của ngày xưa, ngày xưa, nghe thật xa xôi, cứ như chẳng hề tồn tại. Nhắc tới, thậm chí còn có chút đau lòng, nhưng rồi sẽ vội quên, vội vã như những bước chân lặng lẽ của thời gian. Cho đến lúc, hơi thở chỉ còn lại vài nhịp, lúc cả đời một lần nữa tua lại, bản thân sẽ chợt nhớ về một người mà ta đã yêu bằng cả nhiệt huyết, thanh xuân. Chỉ tiếc là lúc đó, khuôn mặt của người đó ra sao, cũng đã quên đi mất. Cuộc đời là một bản nhạc, có nốt cao nốt thấp. Mỗi một giai điệu vang lên là một bước chuyển quan trọng trong cuộc đời. Hy vọng sau những giai điệu đó, ta vẫn còn nắm lấy tay nhau, còn cùng khiêu vũ một đoạn đầy hòa hợp. Chỉ tiếc, những kẻ nhạc chỉ vừa mới bắt đầu đã vội buông tay. Tìm cho mình một bạn nhảy mới mà không vương chút tình cảm, điều nhảy đó cả đời sẽ chẳng hoàn thành nổi. Lâm Kha sải bước, rời khỏi sở cảnh sát với lòng thanh thản tới kỳ lạ. Hắn ngẩng đầu nhìn trời xanh, nhìn phố xá huyền náo, nhìn đèn xanh đang nhấp nháy ở ngã tư đường. Cảnh ồn ào này khiến cho tâm tình của hắn dần rộn ràng theo, không nhìn được mà nở một nụ cười đầy ắp. Giờ người ta có hạnh phúc của riêng mình, hắn chẳng thể ở yên một chỗ. Mịch Nhan, sắp tới em có rảnh không? Hắn tự như đang yêu, lúc còn học sinh, đứng bên vệ đường vừa nhắn tin với người yêu, vừa cười đến tít cả mắt. Xung quanh dòng người vẫn cứ hối hả đi, xe vẫn cứ thi nhau chạy. Chỉ còn hắn đứng đó với bao ngọt ngào, đầm thắm. Hắn đứng đó, chờ lúc người ta đi hết, chờ lúc xe đã vụt qua mới thật bình tĩnh đi tìm tình yêu của cuộc đời. Chầm chầm nắm lấy tay người con gái kia, bình bình tảng tảng kể cho cô ấy nghe biết bao nhiêu chuyện buồn vui trong bản hòa ca của đời mình. Sau đó, cả hai sẽ cùng nắm lấy tay nhau, tiếp tục nhảy bản nhạc đã hòa làm một. Cứ thấy rất êm ấm, hết đời này nguyện không lìa xa. Em có thể lên thành phố này vài ngày được không? Tôi có chuyện muốn nói. Nếu em không lên thì tôi sẽ về dưới đó tìm em. Chuyện gì mà gấp thế? Rất gấp mới đúng, tôi không chờ được nữa. Tôi không chờ nữa, tôi sẽ nói với em rằng tôi yêu em, yêu một cách bất chợt, chẳng hề hay biết. Tôi yêu em một cách kỳ lạ, giao nhau một ánh mắt đã muốn trùng lập, gặp nhau cả đời. Nếu em không đồng ý cũng chẳng sao cả, tôi sẽ từ từ chứng minh ba chữ anh yêu em mà tôi chỉ mất mấy giây để thốt ra. Lúc đó, em đừng lạnh nhạt với tôi là được rồi, có được không? Mịch Nhan, tôi thực sự muốn cuộc đời của tôi từ nay về sau sẽ mang tên em. Tôi mang tất cả những gì mình có trao tặng cho em. Nếu em không phiền, chăm sóc tôi thêm 50 năm nữa có được không? Tôi chẳng muốn gì to tát, chỉ muốn mỗi ngày mở mắt ra đều nhìn thấy em đầu tiên. Mỗi đêm trước khi ngủ, được nghe em chúc ngủ ngon mới yên lòng nhắm mắt.
Tôi muốn những điều đó. Em làm được có phải không? Vậy thì mạn phép cho tôi làm phiền em đến hết đời có được không? Chú Chính Hào, tôi Trạch Hàng, em nên gọi anh bằng cái tên nào đây? Em thích tên nào? Tư Trạch Hàng. Vậy gọi Chu Chính Hào đi. Tư Trạch Hàng bật cười trêu chọc cô, còn cô thì cau mày đánh hắn một cái. Hắn vòng tay ôm lấy eo cô để cô ngồi lên chân mình. Gọi anh là Tư Trạch Hàng đi. Dẫu gì 6 năm qua anh vẫn dùng con tim của Tư Trạch Hàng để yêu em. Thẩm Giai gật nhẹ đầu. Tị tráng mình lên trán hắn. Hắn lơ đãng nhìn ra ngoài cổng nhà thều thào. Lúc hôm em ở đó, anh thực sự rất muốn mở miệng mà gọi tên em. Tại anh vào vai người câm đấy chứ. Nếu anh mà mở miệng ra thì mọi chuyện đổ sông đổ biển. Kìm nén thêm một thời gian, bây giờ anh thoải mái vứt em xuống giường rồi đấy. Thần kinh. Cô véo đầu mũi của hắn mắng yêu. Hắn một tay nắm lấy tay nhỏ, một tay ép đầu cô đến gần. Em thử mắng lại xem. Thần kinh. Tư Trạch Hàng là đồ thần. Thẩm Giai khép đôi mắt lại, cùng hắn triền miên trong sự ngọt ngào nơi đầu môi. Hai người quấn chặt lấy nhau không thể tách xa. Thật hận khi không thể đem đối phương hòa cùng với mình làm một. Giai, chúng ta kết hôn đi. Kết hôn? Đúng, em đồng ý không? Sao cầu hôn mà chẳng có hoa nhẫn gì hết thế? Cô giả vờ giận dỗi, không thèm nhìn mặt hắn. Hắn mỉm cười nhẹ nhặn, lấy từ trong túi áo khoác ra một hộp nhẫn đã cũ. Nhìn xem, đây là gì? Cô mở to mắt, nhìn cặp nhẫn trong hộp, run run. Đây là... Nhẫn cưới của chúng ta 6 năm trước. Nhưng anh... Đừng hỏi vì sao anh có nó. Nhẫn đây rồi, em lấy đi. Còn hoa nữa? Mỗi ngày sau này, anh đều sẽ tặng em một bông hoa, có chịu không? Cô mím môi, không tìm được đường bắt bẻ nữa. Tư Trạch Hàng giữ chặt cầm cô, khẽ hỏi. Thế nào, nàng có đồng ý bên ta? Cô nhìn sâu vào đôi mắt đen lấy đó, trong tim tràn ngập một nỗi hạnh phúc đến vô ngàn. Cô đưa tay ôm lấy cổ hắn, dịu dàng nói ba chữ. Em đồng ý. Chu Chính Hào chính là Tư Trạch Hàng sao? Đúng, thằng đó còn ở trong hôn lễ của chính mình tố cáo Cố Vị Chi, còn ba con thì mất hết cả hình tượng, còn vung tay đánh mẹ nữa. Thật là... Tư lão phu nhân ấm ức tới bật khóc. Tư Hữu Đông đến gần mẹ, để cho bà dựa vào ngực mình. Bà dùng lụa mỏng chấm chấm lên mắt, giọng nói run rẩy. Mẹ con nhà đó đúng là báo hại. Con mẹ thì ôm hết tiền nhà này đi. Nó thì năm lần bảy lượt khiến gia đình mình không được hạnh phúc. Cứ tưởng nó chết quách ở đâu đó, giờ lại còn về ám nữa. Tư Hữu Đông im lặng không nói, hắn nhìn về phía bầu trời xa xăm ở ngoài cửa sổ. Suy nghĩ về người phụ nữ bấy lâu nay luôn thường trực trong tâm trí. Con dập nát Tư Trạch Hàng đi, đừng có để nó lên mặt nữa. Mẹ. Sao thế? Đừng có nói con cũng như bà con. Đòi nối lại tình xưa nghĩa cũ với thằng đó nhé. Hắn không nhìn mẹ mình, cũng không có ý định trả lời, khiến bà bực dọc đẩy hắn ra. Bà đưa tay đập nhẹ vào người hắn một cái chì chiết. Thằng đó không có phải là anh em gì với con cả, chỉ là cái loại đĩa đói bám chừng vòi thôi, con nhất định không được. Mẹ à, hay là con còn nhớ cái con Thẩm Giai đó, chẳng phải con bỏ con nhỏ đó rồi sao? Con hồ ly tinh đó đẹp đẽ gì mà con mê mẩn, hay là con hồ ly tinh đó bỏ bùa mê đối với con? Không được, con trai mẹ không được như thế này. Tư lão phu nhân, bộ dạng gấp gáp đứng dậy, nắm lấy tay hắn kéo đi ra ngoài. Hắn thở hắt ra một hơi, tức tối, giật phát tay mình ra. Đủ rồi, dừng lại đi. Bà trợn tròn hai mắt nhìn con trai đang giận dữ, nước mắt ngắn dài lăn trên má. Bà đưa tay chỉ vào mặt hắn, một nỗi kinh ngạc bao lấy tâm trí. Còn mắng mẹ. Mẹ đang làm lố lên đó. Chẳng có gì để mẹ phải hoảng lên như vậy cả. Tư Hữu Đông, mẹ là mẹ con. Con biết con là con của mẹ, nhưng hiện tại mẹ sai rồi, mẹ hiểu không? Hắn đút tay vào túi, lạnh lùng bỏ đi. Tư lão phu nhân bước cao bước thấp đuổi theo hắn. Ra đến cổng nhà thì thấy chồng mình đang chuẩn bị lên xe đi đâu đó. Bà lập tức chạy tới, níu lấy tay chồng lại, giọng điệu rất đáng sợ. Đi đâu? Ông đi đâu? Bà tránh ra, tôi phải đi tìm con trai tôi.
Từ lão già không chút lưu tình mà hớt hủi bà ta, rồi nhanh chóng ngồi vào trong xe đi mất. Từ lão phu nhân ngồi bệt dưới đất, khóc không ra tiếng. Bộ dạng cực kỳ thảm hại. Ngay sau đó, bà trông thấy xe của con trai mình cũng đang lăn bánh đi. Cả căn nhà lớn chỉ còn mỗi người đàn bà đang đây nghiến nỗi thâm độc. Khốn kiếp, tất cả là do Tư Trạch Hàn, cả con Thẩm Giai đó nữa. Chúng mày là những thứ khốn nạn nhất trên đời này. Tao sẽ không tha cho chúng mày, nhất định sẽ không tha. Tao sẽ bắt chúng mày phải trả giá. Từ Hữu Đông biết nơi cần đến, nên chỉ mới một lúc sau đã đậu xe trước cửa nhà Thẩm Giai. Hắn ngồi trong xe, dùng đôi mắt đầy tuyệt vọng nhìn về phía cổng nhà. Hoa trên cổng dần dần chớm nở, trong mắt hắn hóa thành câu chuyện tình của Tư Trạch Hàn và cô. Dường như cũng lại chớm nở tuyệt đẹp đến như thế, đầy sức sống như thế. Hắn nghĩ tới cảnh cô vui vẻ bật cười với Tư Trạch Hàn mà trái tim không ngừng quặn thắt. Hắn nghĩ tới cảnh cô dịu dàng ôm lấy Tư Trạch Hàn mà trái tim không ngừng rỉ máu tanh. Hắn nghĩ tới cảnh cô nguyện khép lại đôi mắt đẹp đó để cho Tư Trạch Hàn hôn lên môi mà tâm hồn không ngừng vang lên những tiếng đổ vỡ loãng xoảng. Hắn nghĩ tới cả cái chuyện cô và Tư Trạch Hàn lưu lạc trong hoang ái mà đau lòng tới ứa nước mắt. Hắn thật muốn kéo cô rời khỏi cái nơi có Tư Trạch Hàn rồi cùng cô chạy tới một thế giới mới, thật xa thật xa. Vứt hết mọi thứ, ở đằng sau chỉ mong đuổi được một nụ cười của em. Thật kỳ lạ, hắn ngoài đau lòng ra thì chẳng thể tìm thấy hai chữ nổi giận. Trước đây, hắn là mẫu người cực kỳ cứng đầu, bản thân mà không có thì người khác nhất định cũng không có. Hắn sẽ làm mọi cách, sử dụng mọi thủ đoạn để giành giật lấy những thứ, cả khi nó vốn không thuộc về hắn. Nhưng bây giờ hắn không như thế nữa. Hắn không thể kiêu ngạo mà bật cười đắc thắng, tuyên bố rằng mọi thứ hắn đều có thể lấy được. Hắn cúi đầu trước người con gái đó. Suy cho cùng, cô không phải là một món hàng để tranh giành. Nhưng cho dù cô là một món hàng, hắn cũng chẳng thể dùng quyền lực và tiền bạc của mình để mua về. Thực sự không thể, không thể. Từ Hữu Đồng yếu ớt tựa đầu vào trong vô lăng, hơi thở phả ra hết sức nặng nề. Hắn nhớ lại những lời mẹ hắn nói, bà muốn hắn một lần nữa đạp đổ đứa em trai cùng cha khác mẹ của hắn. Nếu là lúc trước, hắn sẽ không ngần ngại đẩy đứa em trai kia vào cuộc sống bần cùng, nhưng hiện tại hắn không thể làm như thế. Với sự mưu mô thâm độc của mình, hắn vẫn có thể để điều đó xảy ra, chỉ tiếc là nếu làm như thế cô sẽ đau lòng, người con gái hắn yêu sẽ khóc. Không được, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, không thể nào đâu. Hóa ra đây gọi là tình yêu. Yêu chính là dù cho bản thân có chịu thêm 100.000 cây đắng cũng không để cho khóe mi người mình yêu vương vấn một giọt sầu. Yêu chính là để cho người tự do bay lượn giữa cuộc sống bao la, chứ không phải kìm kẹp bên cạnh một chú chim mắc lòng. Yêu chính là cam tâm tình nguyện ôm lấy hết đau khổ, cam tâm tình nguyện nhường cho người chiếc áo ấm cuối cùng trong đêm đông giá rét. Yêu, nói một cách đơn giản, chỉ cần thấy người mỉm cười là ta đã vui, không màng tới chuyện tim ta dính vàng chiếc dao găm mà vẫn vui. Đó chính là tình yêu. Yêu vốn đầy đau đớn và cay nghiệt, nhưng thật khó để cưỡng lại, cũng thật khó để có thể từ chối. Chỉ cần hôm đó người xòa mái tóc dài dưới gió rồi cười nhẹ, chỉ cần hôm đó người mang chiếc áo mà ta thích hờ hững lướt qua, cũng có thể chỉ cần người đó vô tình trao cho ta một ánh mắt, sau đó cả đời không bao giờ có thể quên đi. Có muốn cũng chẳng thể quên đi được. Thật kỳ lạ quá. Từ Hữu Đông. Hắn giật mình nghe tiếng gõ cửa xe. Nhìn ra thấy Tư Trạch Hàn đang đứng ở ngoài. Hai người nhìn thấy nhau, ánh mắt không còn sự chán ghét thù hằn giống như trước. Có một cái gì đó khiến ánh nhìn của họ dịu lại. Tư Trạch Hàn ngồi vào trong xe, lần đầu tiên trong cuộc đời cả hai có thể bình tĩnh ngồi chung xe với nhau như thế. Đây cũng là lần đầu tiên họ đối diện mà vị thế đều ngang bằng nhau, không có sự kiêng dè lẫn khinh bỉ. Họ chỉ đơn giản là hai người đàn ông, vậy thôi. Tư Trạch Hàn nhìn con đường trắng xóa phía trước, thều thào. Đã thật lâu. Đúng, lâu quá. Một chiếc lá xanh bỗng nhiên bay vào trong xe,
gió khẽ càng thổi lên, cuốn theo nhiều bụi đường vào trong thông qua cửa sổ đang mở hé. Suốt 6 năm qua, thật sự cảm ơn anh. Cảm ơn. Anh đã chăm sóc Thẩm Dài rất tốt. Chăm sóc rất tốt. Từ Hữu Đông mơ màng nghĩ về rất nhiều chuyện từng xảy ra giữa hai người. Lần đầu họ gặp nhau là ở đâu? Có phải trong một buổi tiệc hay không? Dưới ánh đèn vòng sang trọng và lấp lánh, cô thực sự sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Vì hắn thực sự giống với người chồng vừa mới ra đi. Sau đó, hắn đã liên tục chạy theo làm phiền cô, hòng được thực hiện ham muốn chiếm đoạt đứa em dâu này. Sau đó, cô nhẫn tâm từ chối khiến hắn rất buồn. Hắn chạy theo cô về quê, sống một mình, ở nơi mà chẳng ai biết. Cùng cô trải qua nhiều chuyện vui buồn lẫn lộn. Cuối cùng, về lại chốn phồn hoa đầy mà vẫn cô độc. Cho tới cuối, hắn vẫn cô độc. Nói một cách chính xác, từ đầu chí cuối trong câu chuyện này, hắn sắm vai một nhân vật. Cô độc ôm lấy bản thân. Cho dù hắn có bật khóc hay vô cớ bật khóc, cũng chỉ vậy thôi, chỉ một mình mà thôi. Cho dù cô cũng như hắn, cô vẫn không hề yêu hắn. Vì người cô yêu ở ngay đây. Chú Chính... À không, Tư Trạch Hàng, mày có yêu Thẩm Dài không? Hai người đàn ông nhìn nhau, sự kiên định trong mắt đối phương khiến hắn hoàn toàn yên lòng. Có, cả đời này tôi không thể yêu ai ngoài Thẩm Dài được nữa. Mày nói được phải làm được đấy. Tôi hứa với anh. Bọn họ giữ im lặng rất lâu, bên ngoài gió vẫn thổi xào xạc trên những phiến lá. Thật lâu sau, Tư Hữu Đông mới mở miệng ra. Chừng nào đám cưới, mày có mời tao không? Được, tôi sẽ mời. Tới lúc này, Tư Trạch Hàng mới chậm rãi rời khỏi xe, tâm trạng bình thản đến cùng cực. Bỗng dưng, Tư Trạch Hàng nghe thấy tiếng của Từ Hữu Đồng rất khẽ. Xin lỗi. Sau đó chiếc xe rời đi mất, cuốn theo biết bao nhiêu gió bụi thật nhiều trong không trung. Tư Trạch Hàng nhìn theo chiếc xe, mỉm môi cười nhẹ. Em tha lỗi cho anh trai. Tư Trạch Hàng xoay lưng vào trong, bắt gặp Thẩm Dài đang đứng chờ mình ở cửa. Hắn đi nhanh đến ôm lấy cô, để cô ôm lấy cổ hắn. Xe ai thế? Anh mới gặp Tư Hữu Đông. Cô cứng họng, không tin những gì mình đã nghe. Hắn bật cười nhẹ nhàng đưa tay véo mũi cô. Là thật đấy, Tư Hữu Đông đậu xe trước cửa nhà chúng ta khá lâu, sau đó anh quyết định nói chuyện với anh ta một lần cho thỏa đáng. Hai người thật sự chỉ nói chuyện thôi sao? Đúng, Tư Hữu Đông còn xin lỗi anh nữa. Thẩm Dài cắn môi dưới. Hắn ngồi cạnh cô, thoải mái tựa lưng vào thành ghế. Hắn nhắm lại đôi mắt thâm sâu, thực sự cảm thấy lòng rất thanh thản. Cô nắm lấy bàn tay to lớn kia, khóe môi nhỏ nhẹ thốt lên thành lời. Em thực không tin mọi chuyện có thể diễn ra êm đềm như thế. Anh cũng không tin đâu. Từ khi anh trở về, dường như cuộc sống diễn ra theo mơ ước của anh. Đầu tiên là được bên cạnh em, sau đó là cố vị trí bị bắt, kế tiếp là hòa giải quan hệ với Tư Hữu Đông. Anh tha thứ cho anh ta sao? Thậm chí, anh ta đã bắt anh hứa phải chăm sóc em thật tốt. Cô cúi đầu, trái tim không nhanh không chậm, đập theo nhịp. Nghĩ về những chuyện đã qua, Tư Hữu Đông là một người đàn ông tốt. Anh ta từng dùng toàn bộ sự dịu dàng, tình yêu để dành cho cô. Có lẽ là thế, nhưng tiếc thay, anh ta đã yêu sai người. Cô không thể ép bản thân yêu những điều bản thân không yêu. Vả lại tình yêu của cô đang ở đây, tất cả những gì cô có thể trả lại cho người đàn ông đó chính là một lời cảm ơn. Một lời cảm ơn đầy sự chân thành và cả một chút tâm tình trong đó. Suy cho cùng, trong mắt cô, người anh rể kia cũng không hẳn là quá xấu xa. Đã đến lúc đối diện với anh ta và mỉm cười thật hạnh phúc. Thật may mắn vì tất cả đã xong. Tư Trạch Hàng đưa tay ôm lấy cô, ân cần xoa nhẹ mái tóc có chút rối vì mới ngủ dậy kia. Cô tựa hẳn vào người hắn thều thào. Còn Tư lão gia thì sao? Cả mẹ của Tư Hữu Đông nữa. Anh có định... Anh không thể tha thứ cho họ. Không thể. Tại sao chứ? Nếu nhìn kỹ một chút, thì những gì họ đã làm với anh cũng ngang bằng với những gì Tư Hữu Đông đã làm. Anh không biết. Bây giờ anh cảm thấy rất thống hận họ. Anh có thể tha thứ và nhận Tư Hữu Đông là anh trai, nhưng anh sẽ không bao giờ gọi họ là ba mẹ.
Cô không hỏi thêm gì nữa, cứ để cho hắn tự suy nghĩ rồi tìm cho mình một con đường. Có những chuyện hắn nên tự quyết định vẫn tốt hơn. Tư Trạch Hàn suy nghĩ thật nhiều, đầu óc rối bời như một cuộn tơ vò. Từ nhỏ tới lớn, hai kẻ trên danh nghĩa là ba mẹ hắn chưa bao giờ yêu thương hắn cả. Thậm chí cả một bữa cơm tử tế, họ cũng chưa bao giờ cho hắn. Sợ gì hắn tha thứ cho Từ Hữu Đông, vì suốt quãng thời gian qua, anh ta luôn bảo vệ cô, không để cô chịu ức hiếp. Nhưng hai kẻ tưởng chừng như quen thuộc, lại vô cùng xa lạ kia thì... Thằng ngu si, có bưng bao gạo cũng bưng không nổi. Nhưng dì ơi, con đói. Dì cái gì chứ, à dì mày. Mày phải gọi tao là Tư Phu Nhân. Vả lại mày chẳng làm được cái tích sự gì mà đòi ăn suốt ngày là thế nào? Hai ngày nay con chỉ ăn đúng một chén cơm. Thế mày nghĩ tao ăn nhiều hơn sao? Con mẹ mày mang hết tiền của nhà này đi. Bây giờ mày làm để trả, mày hiểu chưa? Sau đó, đứa trẻ 7 tuổi đã thấy một ngôi nhà ba người kia ăn thật nhiều thịt gà cùng với heo quay. Nhưng mà đứa trẻ đó có dám xin đâu. Mất công chưa no thì đã no đòn. Tự váy cưới. Thẩm Dài mở to mắt, chưa kịp ú ớ thêm lời nào, đã bị hắn bế thốc lên, đi thẳng ra xe. Hai bàn tay cô đang chặt vào nhau, bỗng dưng cảm thấy có chút run rẩy vì mọi chuyện quá đỗi bất ngờ. Cô cứ như một cô thiếu nữ, lần đầu được cùng người yêu đi thử váy cưới. Cơ mà hình như là như thế. Trước kia hai người cưới nhau có thử thiết gì đâu, hắn ép cô cưới mới khổ chứ. Tư Trạch Hàn lúc đó vẫn đeo nhẫn lên tay cô, rồi cứ thế mà nên vợ nên chồng. Nói đây là lần đầu tiên cô mặc váy cưới cũng chẳng sai. Này, bảo bối đang nghĩ gì thế? Em đang nhớ về cái lúc em bị anh ép đeo nhẫn cưới, lúc đó em rất muốn băm anh ra. Ôi trời ơi, hung dữ thế, bảo bối của anh đáng yêu lắm cơ. Thì ai bảo lúc đó anh hù dọa em làm chi, còn nói em nếu không kết hôn là sẽ khiến em tan nát cuộc đời. Tư Trạch Hàn năm đó hổ báo cực kỳ. Này cô nương, bây giờ tôi vẫn hổ báo thế đấy, em có yêu không? Thẩm Trai xấu hổ quay đầu đi chỗ khác, cô biểu môi. Ứ thèm nhé. Cô trả lời xong thì xe liền tăng gấp, suýt nhào về phía trước. Tư Trạch Hàn cười ma mảnh. Thế nào, bây giờ có yêu không? Anh ép em. Có yêu không? Đối diện với khuôn mặt nguy hiểm đó, cô làm sao dám nói không đây? Thì có. Hắn cười hí hửng ngồi vào vị trí, tiếp tục lái xe. Dù cô có trả lời thế nào, bây giờ cô cũng đã là của hắn. Chiếc xe rất nhanh đã chạy đến tiệm thử váy cưới. Tất cả mẫu váy cưới mới nhất mang hết ra đây, hôm nay vợ tôi phải xinh đẹp nhất. Nhân viên tiệm mắt sáng long lanh, vân vân dạ dạ tay nhau đi lấy. Cô cực kỳ xấu hổ, úp mặt vào lòng hắn. Bàn tay âm thầm dẻo hắn một cái. Tình ngốc này. Tư Trạch Hàn bế cô đến chỗ ghế ngồi, chỉ ít phút sau thì váy đã có. Cô bị mấy nhân viên rôm rả kéo đi, còn hắn thì được một người đàn ông đến chào hỏi, có vẻ là làm chức gì đó khá to ở đây. Dạ xin chào, tôi là quản lý của tiệm váy cưới, xin hỏi anh có phải là chủ tịch tập đoàn Chu Á không? Hắn gật nhẹ đầu, có ý nhường chỗ cho anh ta. Người quản lý kia vui vẻ ngồi xuống, đưa ra một tờ danh thiếp. Đây là danh thiếp của tôi, rất vui khi được gặp. Rất vui khi được gặp. Cô gái xinh đẹp kia quen quá, hình như tôi thấy cô ấy trên TV. Thẩm Giai trước là giám đốc công ty Từ Trạch Á, giờ thì không còn nữa. Người quản lý gật gù tán gẫu với hắn một vài chuyện. Ở đằng xa, một vài nhân viên đang đứng tùm năm tùm bảy xì xào. Mấy cô có thấy người này quen không? Đây đây, tôi biết. Mấy hôm nay đang hot rần rần cái vụ hôn lễ của tiểu thư nhà Cố Á với chủ tịch tập đoàn Chu Á, là anh ta đó. Ơ, thế còn cô gái đang thử váy cưới kia là ai? Đúng là chẳng biết gì cả. Ngày đầu anh ta cưới tiểu thư Cố Á để trả thù, còn cô gái kia chính là người anh ta yêu. Trời ơi, trả thù? Cô tiểu thư làm gì mà bị người đàn ông đó trả thù vậy? Ai biết, hình như suýt nữa giết chết cô gái anh ta yêu. Các cô đừng có dại mà đi đối đầu với crush nhé. Chết đó. Mấy cô nhân viên phì cười, nhận ra ánh mắt của hắn đang chiếu về phía này lập tức tản đi. Hắn cau nhẹ mày tiếp tục nói chuyện với người quản lý. Còn Thẩm Giai ở phía trong phòng đang nhọc nhằn thử hết cái này tới cái khác.
Cô không hỏi ý kiến hắn, cứ thích cái nào là tự cái đó. Cơ mà váy cồng kềnh quá, có chút khó khăn. Nhân viên giúp cô thay đồ nhẹ nhàng hỏi: cô năm nay bao nhiêu tuổi? Ngoài 30. Gì cơ? Sao mà lấy chồng trễ vậy? Thực ra thì chúng tôi gặp một vài sóng gió này mới. Vậy thì chúc mừng hai người nha. Sau bao nhiêu sóng gió vẫn bên nhau, như vậy là đủ rồi. Cô mỉm cười nhìn người đàn bà trung niên kia, nhận ra trên đầu bà đã có tóc sương mai. Người đàn bà phủi phủi lớp váy ngoài, thều thào: nhìn bọn trẻ các cô hạnh phúc thế này tôi cũng vui lây. Tôi cũng muốn mang váy cưới thử lắm. Sao thế? Cô đây không... Thực ra chồng tôi mất cách đây rất lâu. Hồi cưới hỏi chẳng có cái váy cưới hay sính lễ gì như bây giờ đâu. Hai bên gia đình gặp nhau, ăn bữa cơm, thắp cây nhang cho ông bà tổ tiên, rồi cứ thế mà chung một nhà. Cô không nói gì nữa, lắng nghe người đàn bà hàn thuyên. Chuyện váy cưới này tôi làm lâu nhất đấy. Cái anh quản lý ngoài kia mới thay thôi. Suốt bao năm làm việc, đôi khi tôi lại gặp người đến cả hai lần, ba lần. Bọn trẻ yêu nhau nghiệt quá, thích thì cưới, thích thì bỏ, chán lắm. Nhiều lúc tôi cứ ngỡ tôi với ông nhà tôi đang đứng cùng nhau trong tiệm cưới. Cơ mà lúc khách đi rồi tìm lại vắng, tôi lại cô đơn thôi. Xong rồi nè, chiếc váy này hợp với cô lắm cô gái ạ. Người đàn bà dẫn cô đến trước gương để cô ngắm nhìn mình trong gương. Cô trông thấy mình mang váy cưới thật xinh đẹp, thật lộng lẫy. Trong vô thức, khóe môi mỏng nhếch nhẹ lên, nở một nụ cười rất hạnh phúc. Lát sau, cô cùng với nhân viên ra ngoài. Tư Trạch Hàn thấy cô liền chạy tới đón. Hắn khom người xuống giúp cô cầm tà váy, dịu dàng cùng cực. Vài cô nhân viên suýt xoa vì bị ăn cẩu lương, nhưng cũng thầm ngưỡng mộ vì cô sắp lấy được một người chồng chu đáo như thế. Cả hai đứng trước chiếc gương lớn, tay đan tay, mãi không rời xa. Hôm đó, em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất của anh. Trong lúc đó, tại nhà tù thành phố, Cố Vị Chi sơ xác ngồi ở ghế lạnh, bị cảnh sát chất vấn từ câu hỏi này tới câu hỏi khác. Sự hung dữ và tự mãn của mấy hôm trước đều đã mất hết. Giờ cô ta cứ như một cái xác không hồn, ăn cái gì cũng chẳng buồn ăn. Cô Cố, bằng chứng bên cảnh sát đã có, cô tốt nhất là mau nhận tội đi. Bà ơi cứu con, giờ không có ai cứu nổi cô đâu. Bà ơi cứu con. Cô Cố, chúng tôi khuyên cô nên nhận tội sớm. Vài hôm nữa, vụ án của cô sẽ được lôi ra tòa, lúc đó bản án sẽ rất nặng. Bà ơi cứu con. Cảnh sát không nói nổi nữa, ra hiệu cho một viên cảnh sát khác dạy cô ta đi. Cô ta nhếch nhác, lê từng bước chân, miệng cứ gọi ba ơi, bà ơi. Kể từ khi cô ta bị bắt vào đây thì đã là một tuần lễ, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thấy ai vào thăm hỏi cả. Kể cả người đàn ông cô ta tin tưởng nhất, yêu quý nhất. Lâm Kha cho Cố Vị Chi xem báo, ít nhiều cũng biết ba mình chắc chắn giờ đang sống không yên ổn. Cơ mà cô ta ngoài ba ra chẳng biết trông chờ ai cả. Lúc trước, những người vây quanh cô ta thật nhiều không đếm xuể. Khoai đã, tù nhân 1205. Cố Vị Chi dừng bước, chậm chậm ngoái đầu nhìn kẻ phía sau. Sau lưng, viên cảnh sát là một khuôn mặt rất quen thuộc, chính là cô bạn hay bên cạnh nhất, Quách Đỉnh. Cả hai được vào phòng gặp mặt, đối diện với cô tiểu thư hôm nào đang sống dở chết dở, Quách Đỉnh chỉ biết thở dài. Cố Vị Chi nhìn đôi bàn tay không còn mịn màng của mình thì thào: bà ta sao rồi? Ba mày... có lẽ chưa tới một tháng nữa, ba mày sẽ phải phá sản đó. Cái gì cơ? Vì mày mà danh tiếng của bác Cố bị phá hủy nặng nề. Các cổ đông trong công ty lần lượt rút hết cổ phần, có kẻ còn bán lại với giá rẻ mạt. Ba mày chịu không nổi, giờ đang nằm viện thở oxy. Đôi mắt đã không còn long lanh, trợn tròn lên. Quách Đỉnh vẫn thở dài, nhún vai: tao sớm đã muốn khuyên mày nên dừng lại, bây giờ chịu quả báo sớm thế kia. Quách Đỉnh, mày đừng có ăn cháo đá bát. Ăn cái gì? Trước nay mày luôn xem tao là một con hầu chứ chẳng phải bạn bè đâu. Tao ghét mày từ rất lâu, chẳng qua là không có dịp nói. Mày nhìn lại bản thân mày đi, trước mày là công chúa,
Còn giờ, mày là con chó. Cố Vị Chi tát cho Quách Đỉnh một cái rõ đau. Sau đó Điền Tý xông tới túm lấy tóc cô bạn. Cảnh sát bên ngoài nhanh chóng chạy tới, lôi Cố Vị Chi bị mất kiểm soát sang một bên. Cô ta vừa giãy giụa, vừa gào thét rất dữ tợn. Còn Điếm, mày phản bội tao, tao giết mày, tao giết chết mày. Quách Đỉnh ôm đầu tóc rối bù của mình, nhìn cô ta bằng ánh mắt hình viên đạn. Sau cùng cô ta bị giải đi mất, để lại Quách Đỉnh với sự hả hê tột độ. Cố Vị Chi, tao biết mày sẽ có ngày hôm nay. Sự chánh chòe và lòng đố kỵ, sự độc ác của mày đã giết chết mày. Mày tốt nhất là nên ở tù mọt gông đi, ở tù đến lúc nào răng rụng hết đi. Quách Đỉnh chẳng khác nào kẻ điên, một mình bật cười sung sướng. Còn Cố Vị Chi thì bị vớt vào trong phòng giam, vẫn hung hăng, gào thét. Cảnh sát không quan tâm tới cô ta, rời đi mất. Hàng người cố chấp điên cuồng như thế này đâu phải gặp lần đầu tiên. Gào thét một lúc, cô ta bất lực gục xuống nền đá lạnh lẽo, những giọt nước mắt đầy hận thù lăn dài trên má, còn có cả sự ân hận trong đó. Ba ơi, con hại ba, con hại chết ba rồi ba ơi. Nghĩ tới cái cảnh ba mình đang nằm thoi thóp, cô ta bật khóc, tức tưởi. Càng khóc, nỗi thống hận trong lòng càng dâng cao, cô ta cuộn chặt tay lại thành nắm đấm, nghiến răng. Không thể để yên, cô ta sẽ không thể để ai sống yên ổn cả, cô ta phải trả thù tất cả. Ai nói sao cơ, ba ngày nữa mình kết hôn sao? Thẩm Giai mở to mắt, nhìn người đàn ông kia, không tin những gì mình vừa nghe thấy. Tư Trạch Hàn bật cười đáp. Anh còn hận không thể lấy em ngay bây giờ đấy. Nhưng mà... Mọi chuyện anh đã lo xong xuôi hết, thiệp mời cũng đã phát xong. Đến hôm đó, em chỉ việc làm cô dâu xinh đẹp của anh thôi. Cô biểu môi chế giễu. Thế không xinh đẹp thì không được làm vợ anh sao? Có khi. Hắn thoải mái trêu chọc cô. Cô giận tái mặt đánh hắn một cái. Thẩm Giai từ từ ngồi vào lòng hắn thều tạo. Đột nhiên em cảm thấy lễ cưới không cần thiết. Sao cơ? Em cũng không biết. Dù sao đối phương đã là của mình rồi, hôn lễ có thực sự quan trọng sao? Tư Trạch Hàn véo má người trong lòng mắng yêu. Rất quan trọng. Nhà đầu ngốc, anh muốn cả thế giới này biết em chính là của anh. Vả lại sau nhiều chuyện như thế, tụi mình phải có một phần thưởng xứng đáng chứ. Phần thưởng của anh là hôn lễ đó. Em thì sao? Thưởng của em là một anh chồng đẹp trai, giàu có, phong độ, đào hoa. Lời quá còn gì? Cô cười tít mắt, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn một cái. Hôm lễ đó sẽ là dấu chấm hết cho những ngày giông bão, đồng thời cánh cửa mở ra một cuộc sống mới, nơi có anh, có em, có chúng ta, có tất cả. Sau cùng chúng ta vẫn là của nhau. Mọi cơn sấm, màn mưa trải dài suốt 6 năm qua tựa như một giấc chiêm bao. Chớp mắt một cái, lại thấy anh ở đằng sau màn mưa ấy. Hạnh phúc chỉ càng toàn vẹn hơn khi cùng nhau chìm nổi giữa sóng lớn, càng toàn vẹn hơn khi tới cuối. Nhìn thấy ánh nắng ban mai, không chỉ có ta mà còn có cả đôi mắt sáng ngời của người ấy ở ngay bên cạnh. Anh biết không, em đã quá viên mãn, chỉ cần có anh là đủ. Này, có phải em tha thứ cho anh quá dễ rồi không? Anh mới ôm em vào lòng thôi, để em khóc một trận thật lớn em lại tha cho anh. Tư Trạch Hàn bày ra bộ mặt đăm chiêu, khẽ khàng. Những người chưa yêu hoặc chưa bao giờ yêu hết mình sẽ không thể nào hiểu rằng đứng trước người trong lòng, mọi lỗi lầm đều sẽ hóa thành không. Hàn, những kẻ ngoài cuộc chẳng biết rõ hay cảm nhận được mọi chuyện. Tha thứ cho anh không phải vì em yếu đuối, không phải vì em dễ dãi, mà là em biết lựa chọn đúng đắn. Nếu em tiếp tục ôm hận, trách cứ anh, vậy thì cuộc sống sau này của em sẽ càng xô bồ khổ sở, chi bằng về ở cùng một nhà với anh cho vui. Đấy, mồm mép dẻo gớm. Hắn ôm chặt lấy cô hơn, bật cười thỏa mãn, nụ cười trên môi họ đầy ấm áp, ngọt ngào và có cả chút xúc động. Nếu không có biến cố xảy ra, chắc chúng ta cũng chẳng chịu thừa nhận vị trí của đối phương. Lúc mà ký đơn ly hôn xong, một mình em chạy đến thành phố xa lạ, suốt ngày buồn bã nhớ anh. Em nhớ anh tới phát điên. Không ngờ mọi chuyện lại dần xảy ra theo hướng mà em chẳng bao giờ ngờ tới.
Tư Trạch Hàn bỗng dưng nhớ tới Cố Vị Chi, âm thầm thở dài. Cô ta vẫn chưa chịu nhận tội, dẫu ngày mai là ngày ra tòa. Ngày mai, Cố Vị Chi chầu tòa, chúng ta tới đó được không? Em biết sao? Dĩ nhiên rồi, báo chí rộn ràng khắp nơi. Anh nghĩ là không nên. Mọi bằng chứng anh đều đã đưa cho cảnh sát. Người của anh cũng sẽ thay mặt chúng ta xuất hiện luôn ở đó. Em muốn thấy cô ta hối lỗi. Thẩm Gia nhìn sâu vào đôi mắt đẹp, chắc nịch. Sau tất cả những gì đã xảy ra, em muốn thấy cô ta cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi vì mọi chuyện, xin lỗi vì tất cả. Tư Trạch Hàn gật nhẹ đầu. Cũng đúng, cô ta đã gây ra quá nhiều biến cố. Nhận được một lời xin lỗi chẳng có gì to tát cả. Nhưng với bộ dạng cứng đầu kia, chắc chẳng nói nổi một lời xin lỗi tử tế. Trước hết, tụi mình đi thăm Cố chủ tịch có được không? Được sao? Được chứ, dù gì ông ấy cũng đã lớn tuổi. Với những gì đã làm của con gái cưng thì chắc chắn là không chịu nổi. Chúng ta vẫn nên đi thăm ông ấy. Hắn yêu chiều mỉm cười, xoa nhẹ vào mái tóc đen. Vẫn là vợ của anh thấu tình đạt lý. Thế bây giờ đi luôn đi. Cô kéo hắn dậy, vỡ lấy chiếc túi xách rồi đi ra xe. Hắn uể oải để cho cô lái. Mà cô chở đi đâu thì chở. Xe phóng nhanh trên đường, chỉ một lát sau đã dừng lại trước cổng bệnh viện. Cả hai đi vào trong, qua nhiều dãy phòng bệnh, rồi dừng lại ở phòng có cảnh sát đang canh giữ. Cảnh sát mở cửa để họ đi vào, tiếp tục canh giữ nghiêm ngặt. Cố chủ tịch đang yếu ớt, thoi thóp trên giường, nhìn thấy hai người đi vào liền đổi thái độ, đôi mắt sầu hẫm, cố mở to ra, bàn tay gầy guộc với tới phía trước, khóe môi run rẩy cất tiếng. Tôi thay mặt con xin lỗi. Cô đau lòng tới gần, đón lấy bàn tay mảnh dẻ kia rồi lắc đầu. Không gian thoáng động, chỉ ít phút sau, kẻ gần đất xa trời này bắt đầu phát ra tiếng khóc. Suy cho cùng, ông ta cũng chỉ là một người cha. Nhưng chính sự yêu thương quá mức đã biến một cô gái hồn nhiên thành một con quỷ dữ. Bây giờ ông ta đã nhận ra được điều đó trong muộn màng và hối tiếc. Cô Thẩm, tôi biết những gì con bé Chí gây ra thực sự quá độc ác. Nhưng xin cô hãy nương tay với con bé có được không? Cô im lặng khẽ lắc đầu. Chủ tịch quay sang con rể ruột của mình 6 năm trước, ruồng rẫy. Cậu Tư, tôi xin cậu, tôi chỉ có mỗi nó là máu mủ thôi. Mái tóc trắng bạc của người đàn ông này đã khiến cho hắn chạnh lòng. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhăn nhúm, sự khúm núm đó khiến ông ta chỉ thêm khổ sở. Cả đời sống trong nhung lụa, quyền lực, không ngờ tới cuối đời phải đi cầu xin một cách nhục nhã như thế. Mà người cần cúi đầu lại là kẻ trước đó ông ta chẳng xem ra gì cả. Tất cả là vì ai? Còn không phải vì khúc ruột của ông ta sao? Còn không phải vì máu mủ của ông ta sao? Ông ta không hờn, không mắng, trái lại còn vì Cố Vị Chi, chấp nhận cúi đầu trước Tư Trạch Hàn và Thẩm Dây. Cố Vị Chi cô rất giỏi, giỏi nhất đó chính là hành hạ người khác. Nếu còn có lương tâm, tôi thực sự mong cô hãy ở trong tù, nguyện cầu cho ba mình, thanh thản ra đi. Vì giờ có sống, ông ấy cũng chẳng còn trái tim để đập nữa. Tư Trạch Hàn đút tay vào trong túi, giọng nói có pha chút xa lạ. Không thể, tôi không đủ bao dung để xóa được toàn bộ vết dao mà cô ta đã đâm vào trong đời tôi. Cố chủ tịch, ông hãy đối diện với sự thật đi. Còn ông chính là tội phạm, mà tội phạm thì phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Đã đến lúc cô ta phải trả giá. Chủ tịch Cố cười khổ, mày nếp nhăn khiến cho nước mắt chảy ra. Ông vẫn nắm chặt lấy tay của Thẩm Giai, tiếng khóc như một đứa trẻ. Nghe sao thật thê lương. Ở lại thêm một chút, cả hai từ từ rời đi. Lòng nặng trĩu không nói nổi thành tiếng. Đến một dãy hành lang dài ở tầng 4, cô dừng lại một chút, đôi mắt ướt nhòa nước mắt. Em không thể tin Cố chủ tịch lại là người thương con tới như thế. Nhưng như thế là sai. Sau này có con chúng ta cũng phải hiểu rằng cuộc sống này vốn dĩ rất tàn khốc. Không ai có thể bảo vệ chúng cả đời, dù là ba mẹ đi chăng nữa. Hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng, dịu dàng nói. Đi thôi, chúng ta không cần lo lắng gì nhiều nữa.
là một viên cảnh sát giữ cửa ban nãy lên tiếng. Cậu Tư, cô Tư, khoan đi đã. Có chuyện gì sao? Bên phía cảnh sát mới liên hệ với chúng tôi, báo rằng Cố Vị Chi đã vượt ngục rồi. Phạm nhân Cố Vị Chi vượt ngục sao? Gì cơ? Cô thản thốt cực độ. Còn hắn thì cau mày nhìn viên cảnh sát. Rất nhanh hắn kéo cô đi xuống nhà xe, giọng càng càng nói: tới đồn cảnh sát với anh. Chiếc xe như một con báo lớn hoang dại chạy đi trên đường cao tốc. Chưa tới 10 phút sau, cả hai đã có mặt ở đồn cảnh sát. Không thể chậm trễ thêm một giây phút nào mà đi thẳng vào bên trong. Cảnh sát dĩ nhiên nhận ra hai người họ, lập tức đưa họ vào trong phòng gặp mặt phó đội trưởng của cục. Ông ta cũng căng thẳng chả kém, mặt lạnh như băng. Chúng tôi sẽ ban bố lệnh truy nã khắp thành phố. Tại sao cô ta thoát được chứ? Phạm nhân bằng cách nào đó đã đánh ngất mấy viên cảnh sát trông coi, sau đó lấy chìa khóa xe, thay đồ cảnh sát rồi giả làm cảnh sát nữ lái xe của đồng chí kia rời đi. Khốn kiếp! Hắn đập mạnh tay xuống, tức tối. Phó trưởng đội im lặng không nói gì. Thẩm Giai lúc này mới lên tiếng: hãy canh giữ phòng bệnh của Cố lão gia. Gì cơ? Bà của cô ta đang ở trong bệnh viện thành phố, bảo cảnh sát ở đó canh giữ lỏng một chút. Tôi chắc rằng cô ta sẽ đến đó tìm ba mình sớm thôi. Hãy tin tôi, chúng ta sẽ không mất gì ngoài thời gian. Hai người đàn ông nhìn cô, gật nhẹ đầu. Cũng có thể cô ta sẽ tìm hai người để trả thù đấy. Tôi sẽ điều thêm lực lượng để bảo vệ. Không cần đâu, nếu cô ta tìm tôi thì càng tốt. Thẩm Gia nhìn vào chiếc nhẫn vàng trên tay, lóe lên một tia sắc bén. Cứ để tôi và cô ta giải quyết một kỹ. Cả hai đã có quá nhiều hiềm khích. Tư Trạch Hàn nắm lấy tay vợ, âm thầm tiếp thêm sức mạnh cho người phụ nữ. Trong lúc đó, ở một góc tối của thành phố, Cố Vị Chi đang nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Lướt đầu cũng là bài báo viết về Cố Á và ba mình, thậm chí còn có một bài đăng kèm ảnh Cố lão già. Nhìn bà ốm yếu tới mức phải thở oxy, cô ta giận dữ tới mức đỏ hoe mắt. Bà ơi, bà chờ con sẽ đến gặp ba. Rồi con sẽ thay bà trả thù. Con sẽ gây dựng lại Cố Á, bà hãy chờ con, ráng thêm một chút nữa thôi. Mùi thịt từ đâu đó bay tới khiến bụng cô ta cồn cào sôi lên. Thật may trong bộ đồng phục này có chút tiền, đủ để cô ta sống được vài ngày mà không lo đói. Bây giờ chỉ sợ rét và bị bắt mà thôi. Cơn gió đêm lùa về thật lạnh lẽo. Cô ta cất điện thoại vào trong túi, ôm lấy bản thân rồi tìm đường đến chỗ có mùi thịt nướng. Là một tiệm ăn nhỏ thừa khách, Cố Vị Chi tìm chỗ nào đó gần cái bếp đang cháy một chút để sưởi ấm. Bà chủ thấy người mặc đồ cảnh sát liền niềm nở chào hỏi. Cô ta sợ bị phát hiện nên cố không để lộ mặt, nói cũng rất ít. Bà chủ làm cho cô cảnh sát một tô mì đầy ắp thịt, thái độ so với bình thường đặc biệt hơn hẳn. Dù gì cũng là cán bộ không thể xuề xòa. Nhìn cô cảnh sát ăn không kịp thở, bà ta còn chu đáo đi rót nước. Cô ta chưa bao giờ lại thấy tủi thân như thế, cô độc như thế, tới mức nước mắt bắt đầu chảy ra. Cái thứ mì bình dân này từ lúc nào lại ngon tới như thế, chỉ ăn một cắp cũng khiến cho cô ta cảm động tới rơi lệ. Tình cảnh khó khăn rốt cuộc từ đâu mà ra chứ? Đồng chí không ăn cay được sao? Mì ở đây cái nước nó như thế, đồng chí cút! Cô ta gắt gỏng, vẫn giấu mặt sau cái mũ cảnh sát. Bà chủ sợ mất lòng nên đi cắp thêm một miếng giò heo thả vào tô mì sắp hết. Cô ta len lén đưa mắt nhìn người đàn bà xuề xòa, lạnh nhạt nói lời cảm ơn. Cô ta biết sự đối xử này chẳng qua là vì cô ta may đồ cảnh sát, nhưng mà cô ta vẫn rất cảm động. Tâm lặng ăn hết mọi thứ, cô ta móc ra vài tờ tiền lớn, sau đó để lại một tờ rồi đi mất, không thèm lấy tiền dư. Nếu đã được xem là kẻ quyền cao chức trọng thì cứ sống sao cho quyền cao chức trọng đi. Dù sao trước kia cô ta cũng là một tiểu thư nhà tài phiệt, xài tiền phung phí cũng mấy đời chưa cạn. Sự kiêu ngạo đó đã thấm đẫm vào sâu con người này. Cô ta vừa bước đi chưa được bao lâu thì có thêm một đội cảnh sát khác gấp gáp chạy tới. Bà chủ tưởng hôm nay mình trúng mánh, định ra chào hỏi thì đã bị chặn họng trước. Bài nãy có một cô gái mang đồ cảnh sát kéo qua đây không? Cô kia vừa đi hướng đó.
Được rồi, cảm ơn. Ơ khoan, có chuyện gì sao đồng chí? Cô ta là tội phạm truy nã, chúng tôi đang đi bắt người. Bà chủ hòa mắt, nhìn cảnh sát chạy đi hết. Sau đó sởn gai ốc nhìn tô mì ban nãy, cô ta ăn còn chưa dọn. Cảnh sát chia nhau ra chạy vào nhiều con hẻm. Cố Vị Chi có lẽ không biết điện thoại của cảnh sát đều gắn định vị. Chỉ cần còn mở là còn biết chính xác được vị trí. Bây giờ bắt cô ta thì rất đơn giản. Lúc này Cố Vị Chi đang lang thang ở một trong những con hẻm đó, bỗng dưng có linh cảm bất an. Sau đó, ở ngã ba trước mặt có một người chạy qua. Cô ta giật mình rẽ qua hướng khác. Không cần biết người kia là ai, chỉ cần có người là cô ta phải trốn. Tiếng chân đó đã làm cho cảnh sát vừa chạy qua quay lại ngã ba. Anh ta chậm chậm đi tới, phát hiện có kẻ nào đó vừa khuất bóng sau những bức tường dài. Thế là anh ta liền dùng bộ đàm liên lạc với người đó, phối hợp bao vây tất cả đường ra. Cô ta nhận ra bản thân mình đang bị đuổi, dùng hết tốc lực chạy về phía trước. Bất ngờ phía trước lại có một kẻ đang chặn đầu, cô ta buộc lòng phải chuyển hướng. Bây giờ Cố Vị Chi bị hai người đuổi theo, rồi đến mức không biết đường nào mà lần. Đứng lại không được chạy. Cảnh sát dĩ nhiên là sẽ nhanh hơn một cô gái trẻ, trong chốc lát đã thu được khoảng cách. Lúc không còn đường lui, cô ta phát hiện ở ngõ cụt có một đứa trẻ đang nằm ngủ. Thế là cô ta chạy tới, túm lấy đứa trẻ tội nghiệp, uy hiếp cảnh sát ở ngay sau lưng. Đừng có tới đây, nếu không tôi sẽ giết nó. Đứa trẻ ăn xin, khóc lóc thảm thiết. Cảnh sát không thể manh động được. Trùng hợp là ngay trong túi đứa trẻ có một con dao. Cô ta rút ra con dao, găm vào cổ đứa nhỏ khiến nó sợ hãi. Cảnh sát đành nhường đường cho cô ta đi. Cố Vị Chi vừa thận trọng di chuyển, vừa đe dọa con tin. Cho đến lúc di chuyển tới vị trí an toàn mới buông nó ra chạy mất. Cảnh sát đón lấy đứa bé, không kịp đuổi theo nạn nhân. Chạy xa thật xa, Cố Vị Chi bất lực nằm xuống một đống bào rác của nhà nào đó, thở không ra hơi. Vài con muỗi chích lên da dẻ khô khốc. Cô ta cũng chẳng còn đập nổi, ngứa ngáy và mệt mỏi, cô ta thua mình lại, khóc không ra nước mắt. Sao cô ta lại lâm vào bước đường này chứ? Thậm chí cô ta còn chẳng có chỗ để đi. Mấy con muỗi nhãi nhép này khiến cô ta đau đến tột độ. Thấp hèn, bẩn thỉu, đến cả muỗi cũng không muốn xua đi. Cố Vị Chi, mày thật thảm hại. Tiếng khóc thút thít vang lên giữa màn đêm cô quạnh. Trên trời một vài ngôi sao lẻ bóng, cố phát sáng, dường như đang cố cho con người yếu ớt này một chút gì đó thật mong manh. Gió lạnh không ngừng dẫm đạp lên cơ thể nhỏ bé, cô ta run run thu mình lại một chút. Bộ quần áo không đủ để sưởi ấm trái tim cằn cỗi. Cố Vị Chi khép lại đôi mắt ướt, tâm trí dần trống rỗng. Bà ơi, bà đợi con đi tìm ba nhé. Con mệt rồi vì tất cả mọi chuyện. Mệt vì những gì con đã làm. Mệt vì những gì con phải chịu. Con rất mệt. Con chỉ muốn dựa vào ba, được ba bảo bọc như lúc còn bé thôi. Bà nhớ mua cho con thật nhiều váy mới, túi mới, cả giày nữa. Sáng mai con sẽ đến thử chúng. Còn bây giờ con phải ngủ. Để con chợp mắt một chút, con không thể có quần thâm, ba nói sẽ rất xấu. Cứ để con xinh đẹp rồi con đi tìm ba. Sáng hôm sau, người ta phát hiện một cô gái nhỏ trong bộ đồng phục cảnh sát đã đứng cạnh và tắt thở từ lâu. Có lẽ đã trút hơi thở cuối vào giây phút đôi mì nặng trĩu khép lại. Cũng có thể là lúc cô ta yếu ớt gọi ba, hoặc là đã không còn tồn tại trên thế gian này kể từ khi nhận ra rằng từ nay về sau sẽ chẳng có ai mua cho cô ta váy vóc, túi xách, giày dép. Cũng chẳng có ai yêu chiều cô ta, bao dung cho cô ta. Chẳng còn ai cả. Sự ra đi đột ngột của Cố Vị Chi đã khiến cho rất nhiều người bất ngờ, hoang mang. Phiên tòa chuẩn bị diễn ra cũng không còn nữa, chỉ còn lại một đám tang vắng người tới. Một đám tang mà không có ai là người thân cả. Chỉ có chính kẻ thù của người nằm trong quan tài đứng ra lo liệu mọi thứ. Lâm Kha thắp vào trong lư hương một nén nhang, từ từ quỳ lại linh cữu lạnh toát. Thư Trạch Hàng và Thẩm Giai cũng đứng đấy không xa, trong đôi mắt tràn ngập nỗi buồn miên man. Thẩm Giai điếu lấy tay chồng thều thào. Cô ta chắc vẫn chưa được gặp ba mình lần cuối. Hắn vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, dịu dàng dỗ dành. Sống chết có số,
Vả lại những gì cô ta phải chịu đều là do một tay cô ta tạo ra thôi. Cô gật nhẹ đầu, nhìn Lâm Kha đang tiến về phía này. Nghe bảo lúc tìm thấy thì xác cô ta đã cứng đơ. Cố Vị Chi đã chết trong lạnh lẽo, thật may là đã kịp ăn một bát mì nóng, dần dần tàn lụi trong cô độc. Đến khi mất đi, cũng chẳng có ai ngó tới. Lòng người vốn hẹp hòi thế sao? Có báo cho cố lão gia không? Lâm Kha khẽ hỏi, giờ trong đám tang chẳng có ai ngoài họ nữa. Tư Trạch Hàn lắc nhẹ đầu. Cứ để cho cha con họ tự tìm thấy nhau, đoàn tụ dưới suối vàng đi. Cố lão gia không sống được bao lâu nữa đâu. Cho cô ta một đám tang đàng hoàng, đó là tất cả những gì mà chúng ta có thể làm. Hàn, em không cần nghĩ chúng ta nhẫn tâm. Kẻ nằm ở đó nợ anh, nợ em, nợ mọi người một lời xin lỗi. Hắn đưa mắt nhìn Linh Cửu Ẩn Quốc sâu khói của mấy nén nhang. Cả ba người im lặng, âm thầm thở dài, tiếc thay cho một đời hồng nhan. Ngay trong buổi chiều hôm đó thì đã làm lễ hạ huyệt. Đám tang chỉ diễn ra vỏn vẹn một ngày trong cô độc như thế. Trạch Hàn dìu Thẩm Giai về, nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hôn lễ vào ngày mai như mình dự định. Còn Lâm Kha thì thong thả đi bộ ra xe, ngồi suy nghĩ gì đó thật lâu thật lâu. Đời người nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Đôi khi chớp mắt một cái thôi, không còn thấy bóng dáng quen thuộc ở ngay bên mình nữa. Còn nhớ hôm nào cô ta phải đau đầu vì nhãi ranh Cố Vị Chi. Thế mà giờ... Gọi là nhãi ranh thật không đúng. Suy cho cùng cô ta còn mưu mô, thủ đoạn hơn ai hết. Cô ta khôn lõi như thế, không phải là nhãi ranh. Nếu cô ta thực sự là nhãi ranh thì tốt. Những chuyện cô ta làm ra có thể giải quyết bằng một viên kẹo, một con gấu bông, thế thì tốt quá. Hoặc cứ tống nhãi ranh này vào một trung tâm giáo dục nào đó, đôi khi còn tạo ra được một công dân tốt cũng nên. Lâm Kha lén tiếng thở dài, quay đầu xe rồi chạy đi mất. Mấy nén nhang sắp tàn, chỉ còn lại đó một ngôi mộ mới. Lặng lẽ đắm chìm dưới ánh hoàng hôn, cũng sắp tàn lụi. Anh ta chạy tới bến xe, nhìn đồng hồ thấy điểm 18 giờ. Sắp rồi, đợi thêm khoảng mấy phút nữa, xe đi từ thành phố khác tiến tới. Anh ta đứng ở một góc, đảo mắt tìm kiếm bóng dáng người quen, cho đến khi những vị khách cuối cùng đi ra thì mới nhìn thấy. Mịch Nhan đang bê hành lý cho một người đàn bà, còn tốt bụng, bế giúp đứa nhỏ cho người đó xuống. Đợi hai bà cháu đi rồi, anh ta mới tới gần, cười khẽ. Có cơ bắp cũng lợi quá ha. Dạo này dưỡng da tốt đấy. Em dạo này da cũng ngon như mật ong. Hai người cứ cười thoải mái, từ từ đi ra xe. Mịch Nhan có vẻ mệt, vừa lên xe đã nhắm mắt nghỉ ngơi. Lâm Kha không nói gì cả, chở cô về tận nhà mình. Mịch Nhan đồng ý, nói sẽ ở lại đây. Nhà tôi không rộng cho lắm. Thế này mà không rộng sao? Đủ cho cả làng tôi rồi đó. Lại kéo đùa, cơ mà em về dưới đó một thời gian, giọng bắt đầu lai lai tiếng địa phương rồi sao? Khó nghe lắm à? Không. Hắn ồn dù nhìn cô gái bên vai, thiều thào bảo. Lần này gọi em lên đây thực sự là có một chuyện rất quan trọng. Nhưng ngày mai rồi nói, lên nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta đi dự lễ cưới. Mịch Nhan gật gù, hỏi anh ta nhà tắm ở đâu rồi chạy đi tắm. Lâm Kha giúp cô chuyển hành lý lên phòng của mình, cười thầm. Đêm nay ngủ ở sofa một đêm, ngày mai được về giường. Còn có thêm một người nằm cạnh nữa. Lát sau cô trở ra, thấy anh ta đang nằm ở sofa liền kinh ngạc. Anh ta ung dung, ngắm nhìn làn da rắn chắc còn đẫm nước, không quan tâm tới chuyện cô đang gọi mình trên giường ngủ. Em biết không, tôi đang cho em được thoải mái một đêm nữa đấy. Từ ngày mai, em phải ôm tôi khi ngủ. Sáng hôm sau, Lâm Kha, dậy đi. Lâm Kha, trễ rồi. Lẹ đi, dậy. Lâm Kha dụi dụi mắt, nhìn đồng hồ trên tay chỉ mới điểm 4 giờ sáng. Anh ta trông thấy cô đã cột tóc gọn gàng, ăn mặc sạch sẽ. Này, sao em gọi sớm thế? Sớm gì nữa, mặt trời sắp lên rồi còn gì? Mặt trời? Người thành phố kết hôn không nhận chúc phúc của thần mặt trời sao? Anh ta lắc đầu, giọng còn ngái ngủ. Không có, phải đến tận giữa trưa mới đến nhà thờ làm lễ cơ. Ra là thế. Ở làng của tôi thì hôn lễ tổ chức rất sớm,
cô dâu chú rể đợi mặt trời lên, quỳ lại rồi uống một cốc nước đã được đun sôi, lấy từ sông Hoàng Hà. Hai người sẽ cùng nhau trải qua một ngày dài ở gần sông, cho đến khi trời tối thì mới được về. Lần đầu tiên tôi nghe tập tục như thế đó. Mà em đi dự hôn lễ sao lại ăn mặc thế này? Chú mặc đồ gì cơ? Đi, đi ăn sáng rồi tôi dẫn em đi làm đẹp nhé. Anh kéo cô ra đến tận cửa, chợt nhận ra mình chưa đánh răng, nên chạy vào phòng tắm đánh răng thay quần áo. Lúc anh đi ra thì hơn 5 giờ kém một chút, vừa đi ăn luôn. Lâm Kha đưa Bịch Nhan đi ăn hoành tánh, bánh bao, ăn sủi cảo, ăn đủ thứ tới mức bụng no căng. Cho đến 8 giờ là dẫn cô đến một tiệm làm đẹp, giao cô cho nhân viên, còn mình chạy về nhà làm đẹp nốt. Cả tiếng sau, anh ta quay lại phát hiện Bịch Nhan đang mặc váy, trang điểm và làm tóc đều đẹp đẽ. Cô định đưa tay lên phủi đi lớp phấn thì bị hắn ngăn lại. Lần đầu tiên tôi trang điểm đấy, khó chịu quá. Lớp phấn này của em còn mỏng chán, em trang điểm lên đẹp lắm. Hai người nhìn vào gương, trong vô thức đều nhìn đối phương chứ không để ý vẻ bề ngoài. Một cô nhân viên mồm miệng lên tiếng. Hai người đẹp đôi thật đó. Bịch Nhan bỗng cảm thấy xấu hổ, bỏ ra xe. Anh ta cười hài lòng, không những không lấy tiền dư mà còn cho thêm một số tiền nữa. Nhân viên cười tít mắt, chỉ hận không thể reo lên. Xe lăn bánh, không nhanh không chậm chạy tới nhà thờ. Trong lúc đó, cô dâu và chú rể đều đã chuẩn bị xong. Đang cười cười vui vẻ trong phòng thờ, Lâm Kha dắt Bịch Nhan vào trong, trêu chọc. Ấy chà, đúng là mấy cái người thèm cưới. Tư Trạch Hàn và Thẩm Giai cười khúc khích, rồi nhìn cô gái mà anh bạn dẫn theo. Đây là Bịch Nhan, thánh nữ karate đó. Nè! Tư Trạch Hàn đột nhiên kéo anh qua một bên nháy mắt. Sắp đổ chưa? Gì cơ? Lát tôi bảo vợ ném hoa cưới cho. Anh ta đấm vào bụng hắn một cái, vẻ mặt đáng yêu, dễ thương hết sức. Thẩm Giai kéo Bịch Nhan ngồi xuống bàn trang điểm tươi cười. Da của cô đẹp thật đó, nhìn khỏe khoắn. Bịch Nhan bị sự vui vẻ kia vạ lây, nhanh chóng hòa theo tiếng cười nói. Đôi nam nữ bàn tán đủ loại chuyện. Đến 10 giờ thì bắt đầu ra ngoài đón khách. Khách mời đặc biệt nhất chính là Tư Hữu Đông. Nhìn thấy Tư Hữu Đông, Tư Trạch Hàn liền gọi hai tiếng anh trai. Hữu Đông gật đầu nhẹ, nhìn sang cô dâu xinh đẹp. Lắng nghe cô gọi hai chữ anh rể, Hữu Đông mỉm cười đi vào bên trong. Khách khứa đều đã vào vị trí, giờ lành cũng đã điểm, tiếng nhạc du dương vang lên. Cô dâu bước đi trên thảm đỏ, vô vàn cánh hoa rơi xuống. Bao nhiêu xúc động, ngọt ngào đều bộc lộ ra trên gương mặt mỗi người. Tư Trạch Hàn đón lấy bàn tay nhỏ, dìu cô đứng trên bục với mình. Họ cùng tề thốt với Chúa, đồng ý những câu hỏi của mục sư già. Không khí đượm màu hạnh phúc đến tột cùng. Tư Hữu Đông chính là người mang nhẫn cưới lên cho hai người. Tư Trạch Hàn cầm lấy chiếc nhẫn cưới, cẩn thận đeo vào ngón áp út của người phụ nữ đối diện. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên, không ai chú ý đang có một kẻ nào đó đang nghiến răng nghiến lợi. Rút ra một con dao sắc bén rồi lao tới chỗ chú rể. Tư Hữu Đông phát hiện ra, lao tới đỡ một nhát chí mạng. Cả hôm lễ náo loạn cả lên. Kẻ đó thấy Tư Hữu Đông từ từ ngã xuống mà hoảng hốt, sợ tới mức quỳ xuống, chiếc mũ đen cũng rơi ra. Trong cơn hấp hối, Tư Hữu Đông đã trông thấy khuôn mặt trắng bệch của người đó. Là mẹ, mẹ của Tư Hữu Đông. Tư Hữu Đông. Tư Trạch Hàn hoảng hốt, ôm lấy người đàn ông đang nằm dài dưới đất. Con dao sắc vẫn găm trước ngực của hắn ta. Người đàn bà vừa đâm cho con trai mình một nhát kia, sợ tới mức thở không nổi. Định sau khi gây ra án sẽ bỏ chạy nhưng không thể. Ngay lập tức, vài người đàn ông đến túm tay bà dậy. Có người gọi cảnh sát, có người gọi cấp cứu. Cả nhà thờ trở nên náo loạn. Thẩm Giai run rẩy làm rơi chiếc nhẫn sắp đeo cho người chồng xuống đất. Lúc này trong đầu chỉ còn máu và mùi tanh. Tư Hữu Đông dựa vào người em trai, hơi thở dần trở nên yếu ớt. Tư Trạch Hàn khóc, những giọt nước mắt cứ thế thì nhầu rơi xuống bộ vest của kẻ trong lòng. Sao làm thế? Tại sao? Không sao cả. Anh đỡ cho em, không sao. Máu chảy ra đẫm cả bàn tay to lớn của Tư Trạch Hàn, tuôn xuống tấm thảm đỏ rực như xác huyết.
anh ráng một chút, xe cấp cứu sắp tới. Anh không thể qua nổi. Tư Hữu Đông khó khăn thốt từng chữ, đôi đồng tử dần di chuyển về phía cô dâu. Trong vô thức, anh ta mỉm cười thật nhẹ, thều thào rất khẽ. Hãy chăm sóc cho vợ mình, em trai. Ánh mắt ôm nhu, còn có tia phong tình đó khiến Tẩm Giai khóc nấc lên. Mịch Nhan đi nhanh đến đỡ Tẩm Giai, không thể tin trong hôn lễ lại còn có loại chuyện này xảy ra. Dùng hết sức lực của mình, Tư Hữu Đông nghiêng đầu, nhìn về người mẹ, đang mặt cắt không còn giọt máu. Anh ta không nói được gì cả, chẳng thể gọi một tiếng mẹ nữa, chỉ biết giữ nụ cười nhẹ đó trên môi, từ từ rút hơi thở cuối. Lúc đó, khóe miệng của Tư Hữu Đông chảy ra một giọt lệ dài. Giọt lệ tiếc nuối hay giọt lệ sầu không ai biết, không ai hiểu. Người đàn bà tội lỗi kia lúc này mới có phản ứng. Bà ta vùng vẫy thoát khỏi sự kìm hãm, chạy tới bên con trai thật nhanh. Nhưng đã muộn rồi, con trai bà ta vừa mới tắt thở, đã chết. Từ lão phu nhân ôm lấy cái xác đang còn ấm, bỗng bật cười khanh khách giống như một kẻ điên. Tuy vậy nước mắt cũng bắt đầu đẫm trên khuôn mặt, không dặm son phấn như thường ngày. Bà ta đung đưa cơ thể, tự như đang ru con chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Con trai, sao con im lặng thế? Sao con dại dột vậy? Không phải con ghét Từ Trạch Hàn lắm sao? Sao còn đỡ cho thằng đó một nhát chứ? Cả hôm lễ chỉ còn lại tiếng khóc thê lương. Người đàn bà điên dại kia liên tục gọi tên con trai. Như thế chỉ cần làm như thế, con sẽ tỉnh dậy và sống như chưa có gì xảy ra. Bà ta biết con trai mình đã chết. Chết vì bà ta đã tự tay giết hại con trai. Hay nói một cách chính xác, đứa con trai này đã dùng chính mạng sống của mình để cho bà ta hiểu ra một chuyện rất đơn giản. Bà ta đã sai, sai ngay từ đầu, sai từ lúc nhẫn tâm bắt một đứa trẻ vài tuổi vào nhà kho ẩm thấp, sai từ lúc ác độc bắt một đứa trẻ vài tuổi nhịn cơm mấy ngày liền. Sai từ lúc độc ác bắt một đứa trẻ vài tuổi nào đó không gọi ba ruột một tiếng ba. Sai từ cái lúc bà ta cúi xuống đuổi đứa con riêng đó ra ngoài giữa đêm đông rét mướt. Sai từ lúc bà ta mắng nhiếc đứa trẻ đó là sao chổi, là con hoang, là thằng không cha không mẹ, là thằng báo hại. Hóa ra bà ta đã sai như thế. Sự nhận thức mù màng đó đã khiến bà ta vĩnh viễn mất đi một đứa con trai, vĩnh viễn mất đi cuộc đời tưởng chừng tốt đẹp về sau. Từ lão phu nhân bật cười ha hả, tay ôm chặt cái xác dần chuyển lành. Bên ngoài xe cảnh sát, xe cứu thương đều đã tới, nhanh chóng tách hai mẹ con đáng thương đó ra. Bà ta không quan tâm tới chuyện mình bị còng, chỉ la hét, giãy giụa khi thấy con trai bị mấy tên bác sĩ mang đi mất. Lúc đó, trên ngực Tư Hữu Đông vẫn còn con dao cắm thật sâu. Đáng lẽ con dao đó phải ở trên ngực của Tư Trạch Hàn mới đúng. Lâm Kha còn giữ được chút tỉnh táo, giúp Tư Trạch Hàn đưa những vị khách mời ra về hết. Trong phút chốc, cả hôn lễ náo nhiệt chỉ còn lại mấy người với sự đau khổ thê lương. Tư Trạch Hàn vẫn quỳ dưới đất, khóc trong nỗi thống hận và bi thương. Thẩm Dài tiến tới ôm lấy hắn từ phía sau, hai mắt đã sưng cả lên. Mịch Nhan cũng đỏ hoe mắt, nhờ có Lâm Kha an ủi còn kìm được lòng. Đại lễ biến thành đại tang trong phút chốc. Một tuần sau, vì tội trạng giết người của mình, Tư lão phu nhân chịu bản án chung thân. Ngày bà ta bị bỏ vào tù cũng là ngày Tư Hữu Đông được chôn cất. Một người thì bị giam cầm sâu song sát, một người thì về với đất mẹ trong lạnh lẽo. Trong lúc đó, ba của Cố Vị Chi là cố chủ tịch cũng không qua cõi, riêng Từ lão gia thì đã biến mất không một dấu vết, chẳng có ai muốn đi tìm ông ta. Cứ như thế, những kẻ từng xuất hiện trong đời đều có một kết cục khác nhau, suy cho cùng đều trả giá thích đáng cho những gì mà mình đã gây ra. Chỉ tiếc cho chàng trai trẻ Từ Hữu Đông vừa mới đón chào thế giới bằng một đôi mắt khác thì đã phải rời xa trần thế. Dẫu vậy, sự ra đi đó cũng là những gì anh ta phải chịu. Kiếp này nếu không thể làm một nhánh hoa đẹp thì kiếp sau anh ta sẽ là đóa hoa đẹp nhất, tươi thắm nhất, hạnh phúc nhất. Riêng Tư Trạch Hàn và Thẩm Giai, suốt một tuần họ đắm chìm trong tang thương, nước mắt,
Hôn lễ không những không hoàn thành mà còn phải chứng kiến anh trai mình chết ngay trước mắt, dĩ nhiên chẳng còn một kẻ nào chịu nổi cả. Lâm Kha tất bật chạy qua chạy lại giữa hai công ty Tư Trạch Á và Chu Á. Sau khi Cố Vị Chi mất, quyền lực của Tư Trạch Á đã được trao lại cho giám đốc Thẩm Giai. Còn Mịch Nhan thì một tay phụ chăm sóc cho hai kẻ còn đang chìm trong tang thương, giúp họ củng cố lại tinh thần. Mỗi người đều có một vẻ, chẳng ai giống ai. Hôm nay, hiếm lắm Lâm Kha mới có thời gian về ăn cơm chung. Bốn người quay quanh mâm cơm, không khí trầm mặc khiến Mịch Nhan và Lâm Kha nuốt không nổi. Hai người đừng như thế nữa. Thẩm Giai, em đành lòng nhìn Tư Trạch Á mình gây dựng bao năm, từ từ trượt dốc sao? Còn Tư Trạch Hàn, anh là đàn ông phải mạnh mẽ lên. Người phụ nữ của anh buồn cũng được, nhưng anh phải là người bao bọc lấy nỗi buồn của cô ấy. Tư Trạch Hàn nhìn người con gái bên cạnh, đôi mắt sừng vì khóc, khiến cho hắn đau tới quặn thắt. Đúng, Lâm Kha nói đúng, người chết thì cũng đã chết, cho dù có buồn sầu thêm cũng không thể sống dậy được nữa. Vả lại trước khi chết, anh trai đã bảo hắn phải chăm sóc cho cô thật tốt. Hắn sao bây giờ lại để cô khóc chứ? Hắn có xứng mặt hay không? Trạch Hàn phấn chấn lại tinh thần, gắp vào chén cô một miếng thịt lớn. Em ăn đi. Cô gật nhẹ đầu, chạm đến đôi đũa lạnh ngắt. Mịch Nhan và Lâm Kha nhìn nhau, bắt đầu buôn chuyện tán gẫu để không khí bớt căng thẳng. Ăn xong, hai người cùng nhau đi rửa bát. Còn lại đôi vợ chồng đang đối diện với sự thật. Trạch Hàn đưa tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ, giật mình phát hiện ra tay cô lạnh tới tột độ. Hắn thều thào, ánh mắt dịu dàng hẳn đi. Giai, tất cả đã qua. Thẩm Giai dương đôi mắt còn ướt đẫm nhìn hắn run rẩy. Nếu hôm đó người gục xuống là anh. Hóa ra em lại sợ chuyện này. Nhìn xem, anh vẫn còn sống, vẫn còn bên cạnh em kia mà. Cô gật đầu, đưa tay lau đi nước mắt. Hắn cúi xuống hôn lên trán cô một cái thật nhẹ. Ta cứ yêu nhau như thế có được không? Cô giang tay ôm lấy người đàn ông trước mặt, gục vào hõm cổ mà hít một hơi thật sâu. Được, ta cứ yêu, cứ yêu. Có lẽ do quá xúc động, họ không phát hiện ra sự xuất hiện của hai người khác. Mịch Nhan và Lâm Kha âm thầm rời khỏi nhà, chừa lại không gian cho đôi vợ chồng trẻ. Ngồi trên xe, Mịch Nhan thở vào một hơi, thoải mái dựa vào ghế êm. Anh Tài thật đó, tôi nói mãi mà họ chẳng chịu nghe. Em nghĩ tôi là ai chứ? Mà anh nói rất hay, người phụ nữ của anh buồn cũng được, nhưng anh phải là người bao bọc lấy nỗi buồn của cô ấy. Mịch Nhan nhìn bầu trời ngoài kia, giọng bé lại. Ngày mai tôi sẽ về nhà, mọi chuyện ổn rồi. Lâm Kha cắn cắn môi dưới, gắt cao suy nghĩ tới một chuyện. Xe dừng lại trước cửa nhà hắn. Lúc cô định xuống xe, đột nhiên hắn gọi lại. Lâm Kha cứ ngồi tẩn tợ như thế, vài phút sau mới thu hết can đảm, hỏi cô một câu. Em còn nhớ tôi có chuyện quan trọng muốn nói không? Dĩ nhiên, giờ nói được chứ. Thực ra tôi muốn nhờ em một chuyện nữa. Hả? Lâm Kha đưa tay lên che miệng, mặt dần dần đỏ lên. Tính anh hầu đầu vụng về, anh lại không giỏi chuyện chăm sóc bản thân. Vừa hay anh lại tìm thấy một người con gái mà anh rất thích. Cô ấy không quá đặc biệt, không quá xinh đẹp, cơ mà anh lại rất thích. Thích tới nỗi muốn chung sống với cô ấy cả đời. Em nói xem, bây giờ anh nên làm thế nào đây? Thật sao? Mà cô ấy là ai thế? Hắn quay người đối diện với cô, đôi mắt lóe lên một tia phong tình vô hạn. Là em. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyện Khi Đàn Bà Ghen, được viết bởi tác giả Thực. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những bộ truyện mới nhất và hấp dẫn nhất được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh YouTube Chị Dậu. Còn bây giờ, Tú Quỳnh xin được phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.